Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể, tác giả Di Thần, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 1950, dùng vô lậu Phật thai áp chế ma hậu bản nguyên, quân tiêu giao buông xuống. Tam giáo bản nguyên tên, tất cả mọi người biết được. Dĩ vãng tại tam giáo bên trong, cũng không thiếu xuất hiện một chút tam giáo bản nguyên người sở hữu. Thế nhưng, tam giáo bản nguyên, còn có tối trung cực thăng hoa trạng thái. Hạo nhiên chi tâm thăng hoa trạng thái, liền là quân tiêu giao có hạo nhiên thánh tâm. Vô hà Phật thai thăng hoa trạng thái, chính là Phạm Thanh Đăng có vô lậu Phật thai. Vạn đạo chi nguyên thăng hoa trạng thái, liền là vạn đạo chân nguyên. Có thể nói, thăng hoa sau tam giáo bản nguyên, cùng nguyên bản tam giáo bản nguyên, có bản chất khác nhau. Giờ phút này, Phạm Thanh Đăng chỗ thúc dục lực lượng, chính là vô lậu Phật thai lực lượng. Này so với trước kia tịnh Phật tử không giành Phật thai phải cường đại rất nhiều. Hư không bên trong, hạo quang phun trào. Có óng ánh trắng loãng cánh hoa rơi xuống phía dưới. Cũng có từng đóa sen vàng, tại Phạm Thanh Đăng dưới chân nở rộ. Thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Đồng thời, có phạm âm tiếng trống vang lên. Khoe khoang, kích pháp trống. Đây là Phật môn đặc hữu dị tượng. Giờ phút này, Phạm Thanh Đăng thôi động vô lậu Phật thai lực lượng, cho dù là Oản Nhi, Ma Sát Tử bọn bốn người vây công, đều là cảm thấy một cỗ áp lực. Dù sao bọn hắn sở tu ma đạo, cùng Phật đạo tương khắc. Trong lúc nhất thời, Oản Nhi cùng Ma Sát Tử hai người, đều là bị đẩy lui. Không hổ là Phật môn thăng hoa sau bản nguyên. Dù cho Ma Sát Tử, cũng là chật chật cảm thán. Mà lúc này, Oản Nhi đối Phù Đồ Ngạn nói, nhanh thôi động ma quân bản nguyên. Phù Đồ Ngạn thấy thế, cũng là thôi động tự thân ma quân bản nguyên. Một bên khác, Cổ Nghiệt cũng đồng dạng thúc dục trong cơ thể ma quân bản nguyên. Nhưng hắn ma quân bản nguyên, rõ ràng so Phù Đồ Ngạn muốn hùng hậu rất nhiều. Mà theo hai người thôi động ma quân bản nguyên. Lập tức, Phạm Thanh Đăng trong cơ thể, phảng phất có một cỗ đặc thù lực lượng bị dẫn ra. Cỗ lực lượng kia, thậm chí ảnh hưởng đến vô lậu Phật thai. Phạm Thanh Đăng chiêu thức uy lực, lập tức giảm xuống. Oản Nhi thấy thế, đôi mắt đẹp bắn ra tinh mang. Thì ra là thế, ngươi vậy mà tại dùng vô lậu Phật thai lực lượng, áp chế trong cơ thể ma hậu bản nguyên. Ma hậu đại nhân, ngài vì sao như thế kháng cự chính mình thiên mệnh đâu? Oản Nhi hiện tại xem như biết, vì sao Phạm Thanh Đăng có thể vẫn giấu kín đến nay? Theo lý thuyết, trong Phật môn, hẳn là cũng có đại năng giả, có thể phát giác được Phạm Thanh Đăng dị thường. Thế nhưng, Phạm Thanh Đăng lại dùng vô lậu Phật thai lực lượng, trấn áp ma hậu bản nguyên, cho nên lừa gạt được tất cả mọi người. Ta mới không phải cái gì ma hậu chuyển thế. Phạm Thanh Đăng khuôn mặt khó mà bình tĩnh. Nàng, một lòng hướng Phật, từ lâu quyết ý, mục tiêu là phổ độ chúng sinh. Nhường chúng sinh thoát ly khổ hải. Nhưng chính là như vậy một vị, có đại hoành nguyện Phật môn thiên nữ. Một ngày nào đó, chợt mơ một giấc mơ. Trong mộng, nàng hóa thân ma hậu, yêu một người nam tử yêu đến thấu xương. Cuối cùng tự tử. Phạm Thanh Đăng không dám tin, cũng tuyệt đối không muốn tin tưởng, chính mình lại là trong truyền thuyết, vị kia mặt nhật thần giáo ma quân bên người ma hậu. Đây đối với Phạm Thanh Đăng mà nói, là đả kích cực lớn. Thật giống như nàng cho tới nay hoành nguyện, kiên trì, đều trở thành một chuyện cười. Nàng là một cái ma đầu. Ma đầu, sao có thể độ hóa chúng sinh? Đây không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Truyền đi, Phạm Thanh Đăng Phật đạo chi lộ đem triệt để hủy diệt. Cho nên Phạm Thanh Đăng vẫn luôn tại dùng vô lậu Phật thai, chấn áp ma hậu bản nguyên. Nhưng nàng có thể ngày càng phát giác được, ma hậu bản nguyên đang thức tỉnh, bành trướng. Tựa hồ muốn đoạt lấy, chiếm cứ thân thể của nàng cùng ý chí. Đây là Phạm Thanh Đăng chỗ không thể nào tiếp thu được. Mà lần này, tam thánh không gian mở ra. Phạm Thanh Đăng cảm thấy, trong đó có lẽ sẽ có, khiến cho vô lậu Phật thai càng tiến một bước cơ duyên. Thậm chí, nếu như có thể lĩnh ngộ tam giáo thiên môn dị tượng bên trong Phật môn dị tượng, Bỉ Ngạn chi môn, có lẽ cũng có thể đưa đến phụ trợ trấn áp ma hậu bản nguyên tác dụng. Bởi vậy, Phạm Thanh Đăng mới tới chuyến này. Sao liệu, đúng là đã rơi vào mặt nhật thần giáo tính toán cùng bao vây. Nguyên bản, có được vô lậu Phật thai Phạm Thanh Đăng, thực lực so với trước đó tịnh Phật tử, phải cường đại nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, Phù Đồ Ngạn cùng Cổ Nghiệt thúc giục ma quân bản nguyên. Mà ma quân bản nguyên, cùng ma hậu bản nguyên, trình độ nào đó nói là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Cái này cũng liền đưa đến, Phạm Thanh Đăng cần phân ra bộ phận lực lượng, chấn áp trong cơ thể sao động ma hậu bản nguyên. Đây không thể nghi ngờ là suy yếu Phạm Thanh Đăng sức chiến đấu. Ma hậu đại nhân, hà tất ngoan cố chống lại đâu, này vốn là thuộc về ngài thiên mệnh. Oản Nhi cùng Ma Sát Tử đám người, đều là chấn áp tới.
mặc dù bọn hắn cũng xem như đối đầu, nhưng trước mắt vẫn là cần trước trấn áp Phạm Thanh Đăng. Tại đủ loại nhân tố ảnh hưởng phía dưới, cho dù là Phạm Thanh Đăng, giờ phút này đều là lực có thua, dần dần lọt vào áp chế. Phạm Thanh Đăng dung nhan băng ngưng. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu như mình thật bị trấn áp, thật là sẽ là hậu quả gì. Mà nếu như ma hậu bản nguyên triệt để bộc phát ra, cái kia nàng thì càng đừng nghĩ lại hồi trở lại Phật Môn Đại Thiên Tự. Mà liền tại Phạm Thanh Đăng sắp bị áp chế lúc, bỗng nhiên, ở đây phương hư không chung quanh, có tia sáng răng khắp nơi. Đó là từng đạo thần văn, ngưng tụ thành tia sáng, lẫn nhau xen lẫn, hóa thành từng cái phương cách. Phảng phất một cái huyền diệu thế giới đang diễn hóa, đem Oản Nhi, Phù Đồ Ngạn, Cổ Nghiệt, Ma Sát Tử bốn người, bao phủ ở bên trong. Mà này diễn hóa ra không gian, bất ngờ giống như là một phương bàn cờ. Ai? Ma Sát Tử trước tiên cảm thấy không thích hợp. Còn có Cổ Nghiệt, một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng hắn hiển hiện. Thân là thiên khí chi nhân, trải qua rất nhiều hung hiểm, rèn luyện ra Cổ Nghiệt cái kia gần như yêu nghiệt nhạy cảm trực giác. Mạt Nhật thần giáo người, vậy mà đường hoàng xuất hiện tại tam thánh không gian bên trong, thật đúng là tùy ý làm bậy. Thanh âm này, mang theo một cỗ lãnh ý. Nơi xa, Quân Tiêu Dao thân hình khoan thai tới, phong thần tuấn lãng, diện mạo đẹp đẽ, bao phủ tiên huy, như một tôn áo trắng thần linh buông xuống nơi này. Hắn một trong tay, có một phương pháp tắc cấu xây thành bàn cờ, rõ ràng là trói buộc lại Ma Sát Tử đám người không gian, phương thốn càn khôn. Vân Tiêu thiếu chủ, Phạm Thanh Đăng đôi mắt đẹp, lộ ra một sợi mừng rỡ. Nhưng chợt, nàng nghĩ đến, chính mình ma hậu chuyển thế thân phận, sẽ bị Quân Tiêu Dao biết. Hắn nếu là để lộ ra đi, chính mình Phật đạo chi lộ sợ là muốn triệt để chung kết. Mà cùng Phạm Thanh Đăng cũng vui cũng lo thấp thỏm khác biệt. Oản Nhi cùng Phù Đồ Ngạn đều là mắt lộ ra chấn động. Bởi vì, bọn họ đều là tự mình, tại huyền hoàng vũ trụ, nhận thức qua Quân Tiêu Dao uy thế. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một vị tuổi trẻ hậu bối, có thể đem một đám thế lực cùng đại lão, đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Tại ma nữ Oản Nhi trong lòng, Quân Tiêu Dao được xếp vào nguy hiểm nhất danh sách. Huống chi, hắn vẫn là Nho Môn trưởng lệnh giả, cùng bọn hắn Mạt Nhật thần giáo, cơ hồ là thiên sinh đối địch. Nói cách khác, không có chỗ giảng hòa. Oanh! Đúng lúc này, nhưng thấy cái kia Cổ Nghiệt, đúng là trực tiếp đem trong cơ thể ma quân bản nguyên, thôi động đến cực hạn, sau đó bộc phát ra một cỗ chí cường uy lực, ngưng tụ vào một điểm. Đúng là trực tiếp đem phương thốn càn khôn phá vỡ một vết nứt, sau đó qua trong giây lát độn không mà đi. Ồ! Quân Tiêu Dao hơi hơi nghiêng đầu, không có đi truy. Hắn có chút ngoài ý muốn. Vị này ma quân bản nguyên người thừa kế, cũng là có ít đồ. Nói đi là đi, tuyệt không chần chờ. Quân Tiêu Dao hiện tại tự nhiên không biết, cái kia Cổ Nghiệt chính là thiên khí chi nhân, trải qua không biết nhiều ít hung hiểm. Cho nên rèn luyện ra một loại nguy hiểm bản năng trực giác. Khi nhìn đến Quân Tiêu Dao lần đầu tiên, Cổ Nghiệt cũng cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố. Đó là một loại, sinh tử đều bị chúa tể tại hắn trong tay tuyệt vọng. Cho nên, Cổ Nghiệt không nói hai lời, trực tiếp bùng nổ toàn bộ thực lực trốn. Thậm chí Ma Sát Tử đều chưa kịp phản ứng, bị ném rơi xuống. Ma Sát Tử vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng muốn chạy trốn, một tay oanh kích mà đi, lại phát hiện này phương không gian vững như bản thạch. Mới vừa tùy ý ra tay hạn chế các ngươi, không nghĩ tới thật là có thông minh người. Thôi được, một đầu tôm tép thôi, không quan trọng, nhưng các ngươi, liền chớ đi đi. Quân Tiêu Dao trong lòng bàn tay, bàn cờ lưu chuyển, phảng phất là chúa tể bọn hắn sinh tử chấp cờ người. Chương 1951, Ma Sát Tử ngã xuống, trực tiếp ngả bài, ta mới là ma quân bản nguyên người sở hữu. Đáng chết, hắn chạy cái gì? Ma Sát Tử vẻ mặt lạnh lùng, không hiểu Cổ Nghiệt vì sao trực tiếp trốn chạy. Hắn mặc dù nghe nói qua Quân Tiêu Dao tên, nhưng dù sao cũng là lần đầu đối mặt. Còn không biết được, đối mặt Quân Tiêu Dao, đến tột cùng là một loại kinh khủng bực nào tuyệt vọng. Cho nên hắn cho rằng, nếu như bốn người bọn họ liền hợp lại cùng nhau, đối mặt Quân Tiêu Dao, hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Mà Phù Đồ Ngạn vẻ mặt cũng rất khó coi. Bởi vì Phù Đồ Thánh Tộc, cơ hồ chính là do Quân Tiêu Dao một tay hủy diệt. Oản Nhi cũng là lần đầu tiên thấy Quân Tiêu Dao. Mặc dù trong mắt có lóe lên liền biến mất kinh diễm. Nhưng càng nhiều, vẫn là kiêng kỵ. Dù sao vị này Vân Thị Thiếu Chủ, Nho Môn trưởng lệnh giả, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nhìn xem đây cơ hồ là trong nháy mắt bị phá vỡ tới cục diện. Dù cho Phạm Thanh Đăng, đều là nghĩ không ra. Bốn người kia, có thể đưa nàng áp chế đến tận đây. Nhưng Quân Tiêu Dao vừa đến, một người trực tiếp bị dọa chạy. Ba người còn lại, cũng là cực độ kiêng kỵ. Luận lực ảnh hưởng cùng lực chấn nhiếp, nàng và Quân Tiêu Dao thật đúng là không phải tại một cái phương diện. Không thể không nói, Mạt Nhật thần giáo, các người lá gan rất lớn. Ta nghĩ, tam thánh trong không gian xuất hiện bạt tộc,
hẳn là cũng cùng các ngươi có quan hệ đi. Quân Tiêu Dao ngữ khí nhấp nhô nói. Phải thì như thế nào? Ma Sát Tử để cho mình chấn định lại, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Hắn là Mạt Nhật Thần Giáo Uyên Hoàng nhất mạch thiên kiêu, mặc dù không phải đứng đầu nhất yêu nghiệt, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Thật đúng là hung hăng càn quấy. Quân Tiêu Dao lơ đễnh cười một tiếng. Hắn một tay nhô ra, đầu ngón tay phẳng phất kẹp lấy một quân cờ, xa xa hạ xuống. Lập tức, phương thốn càn khôn bên trong, kích thích vạn trượng pháp tắc gợn sóng. Mênh mông pháp tắc chi quang phun trào, phẳng phất biến thành một viên lại một viên quân cờ, phô thiên cái địa, đối Ma Sát Tử mãnh liệt mà ra. Đồng loạt ra tay. Ma Sát Tử một tiếng quát chói tai. Mặc dù hắn cùng Oản Nhi thuộc về khác biệt phe phái, nhưng tốt xấu đều là Mạt Nhật Thần Giáo người. Hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại. Oản Nhi cũng là biết tình thế tính nghiêm trọng, đồng dạng ra tay rồi. Còn có Phù Đồ Ngạn, ánh mắt cũng là mang theo huyết hồng. Hắn cùng Quân Tiêu Dao vốn là có diệt tộc mối thù. Nguyên bản, Phù Đồ Ngạn còn dự định, chờ trở thành Mạt Nhật Thần Giáo tân nhiệm ma quân về sau, liền sẽ đi gây sự với Quân Tiêu Dao. Ai có thể nghĩ, hiện tại Quân Tiêu Dao liền đã tìm tới cửa. Ba người đồng loạt ra tay, đối kháng Quân Tiêu Dao phương thốn càn khôn. Thế nhưng, hữu dụng không? Đi qua huyền hoàng vũ trụ một đợt thực lực tăng lên. Quân Tiêu Dao hiện tại, dù cho tại phá cấm cấp thiên kiêu bên trong, cũng là độc lĩnh phong tao tồn tại. Mà lại phương thốn càn khôn một chiêu này, chính là lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. Quân Tiêu Dao cho đến bây giờ, trọn vẹn lĩnh ngộ 400 đạo pháp tắc. Tại hắn loại cảnh giới này, căn bản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Cho nên, này loại đối kháng, kết cục rõ ràng. Ma Sát Tử thân hình bị hung hăng đánh lui, miệng phun máu tươi. Bất luận hắn thi triển ra cái gì Mạt Nhật Thần Giáo thần thông, cũng không có cách nào chống cự. Hắn cùng Quân Tiêu Dao thực lực sai biệt, vô pháp thông qua bất luận cái gì thủ đoạn thần thông hoặc là bảo vật pháp khí đền bù. Cuối cùng, tại Oản Nhi cùng Phù Đồ Ngạn vô cùng lo sợ nhìn chăm chú ở trong. Ma Sát Tử thân thể, tựa như quân cờ phân liệt, bị ném ra ngoài bên ngoài sân. Chết văn nghệ lại quỷ dị. Cho dù là thường thấy đủ loại sát lục ma nữ Oản Nhi, thấy kiểu chết này, cũng là cảm giác cổ họng có khí lạnh xông lên. Uyên Hoàng nhất mạch, một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu, liền chết đi như thế. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu nàng ma nữ Oản Nhi, cũng có khả năng liền khinh địch như vậy ngã xuống tại Quân Tiêu Dao trong tay. Thấy Ma Sát Tử cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc. Phạm Thanh Đăng cũng là hơi có kinh hãi. Nàng tự hỏi, công bằng trạng thái dưới, nàng cũng có thể trấn sát Ma Sát Tử. Nhưng tuyệt đối không thể có thể như Quân Tiêu Dao như vậy, tiện tay ở giữa, tùy ý chém giết. Chém giết Ma Sát Tử về sau, Quân Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Ngạn cùng Oản Nhi. Phù Đồ Ngạn viên này, sớm tại huyền hoàng vũ trụ lúc mới bắt đầu, liền an bài xuống quân cờ. Cho tới bây giờ mới thu hoạch, cũng đích thật là đã trải qua thời gian không ngắn. Oản Nhi, bây giờ nên làm gì? Phù Đồ Ngạn cùng Oản Nhi hội tụ tại một chỗ, sắc mặt trắng bệch, ngữ khí hoảng hốt. Lúc trước hắn, bản thân liền là một cái hoàn khố thiếu gia. Dù cho đạt được ma quân bản nguyên, cũng không có khả năng lập tức cải biến tính cách của hắn. Cho nên giờ phút này, này loại sắp gặp tử vong cảm giác, nhường Phù Đồ Ngạn kinh khủng không thôi. Oản Nhi giờ phút này, vốn là nôn nóng lo lắng không thôi. Lại nhìn thấy Phù Đồ Ngạn bộ dạng này ngu ngốc thứ hèn nhát bộ dáng. Nàng một mực đè nén ẩn nhẫn người lửa giận, rốt cục nhịn không được bạo phát đi ra. Ngươi cái đồ đần độn này, có không có một chút thân là ma quân người thừa kế cốt khí? Oản Nhi là thật giận không chỗ phát tiết. Nàng làm sao lại bày ra như thế một cái nhút nhát hàng? Hắn là làm thế nào chiếm được ma quân bản nguyên, nhặt được sao? Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao nhịn không được cười khẽ một tiếng. Có ý tứ, xem ra Phù Đồ Ngạn con cờ này, cũng là cho cô nương tăng thêm không ít phiền não. Quân Tiêu Dao đạm cười nói. Cái gì, quân cờ? Oản Nhi biểu lộ khẽ giật mình. Phù Đồ Ngạn càng là vẻ mặt một trầu. Hắn nhớ tới chính mình ban đầu đạt được ma quân bản nguyên lúc, chính là ngẫu nhiên nhặt được. Phù Đồ Ngạn trừng to mắt, trên lưng có hàn khí dâng lên. Hắn nhìn về phía trên mặt gợn sóng mỉm cười Quân Tiêu Dao, vô pháp tin. Há, hiện tại mới hiểu được à, cũng là có điểm đến muộn. Quân Tiêu Dao nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ? Oản Nhi nhìn một chút Phù Đồ Ngạn. Không, không có khả năng, ta là ma quân truyền nhân, là thiên mệnh chi nhân. Phù Đồ Ngạn kêu to, thôi động trong cơ thể ma quân bản nguyên chi lực, mong muốn giống như cổ nghiệt, xông phá phương thốn càn khôn trói buộc. Nhưng mà sau một khắc, Quân Tiêu Dao nhấc tay khẽ vẫy. Phù Đồ Ngạn trong cơ thể ma quân bản nguyên chi lực, lập tức theo trong cơ thể hắn thoát ly mà ra, trôi nổi tại Quân Tiêu Dao lòng bàn tay. Một màn này, nhường Oản Nhi cùng Phạm Thanh Đăng hai nữ, biểu lộ đều là ngưng kết. Cái này, làm sao có thể? Oản Nhi đồng lỗ kịch chấn, không thể tin được.
đây chính là ma quân bản nguyên a, làm sao có thể tùy tiện bị người điều khiển? Nếu nói khả năng duy nhất, như vậy thì là... Quản Nhi hô hấp dồn dập, trong óc nổ vang, như có vạn lôi nhấp nhô. Suy đoán này khiến cho nàng tê cả da đầu, khó mà tin được. Ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi, mà ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ cũng là bởi vì ta nhân từ. Cho nên Phù Đồ Ngạn, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nhường ngươi sống lâu một quãng thời gian. Quân Tiêu Dao mặt mỉm cười. Tại Oản Nhi, Phù Đồ Ngạn, Phạm Thanh Đăng ba người chú mục bên trong, từ trên người Phù Đồ Ngạn thoát ra đoàn kia ma quân bản nguyên, chậm rãi dung nhập Quân Tiêu Dao trong cơ thể. Phù Đồ Ngạn thân thể lạnh cóng, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang run rẩy, cơ hồ nghẹt thở. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Phù Đồ Ngạn tâm tình vào giờ khắc này khó mà hình dung. Hắn dù cho lại xuẩn, đến bây giờ cũng hiểu rõ hết thảy. Nguyên lai từ đầu đến cuối hắn đều là một quân cờ tại Quân Tiêu Dao trong cục, mà lại hắn còn vẫn luôn không có phát giác, ngây ngốc cho là mình là cái kia thiên mệnh chi nhân, thậm chí còn làm lấy trở thành ma quân thống lĩnh Mặt Nhật Thần Giáo Mộng Đẹp. Mà bây giờ Mộng Đẹp phá diệt, thằng hề lại là chính hắn. Nguyên lai ngươi mới là. Quản Nhi cũng là hoàn toàn không thể tin được, bờ môi đều đang run rẩy. Không sai, Phù Đồ Ngạn bất quá là bổn thiếu chủ chỗ bày một quân cờ. Ta mới là ma quân bản nguyên người sở hữu. Chương 1952, giải quyết Phù Đồ Ngạn, thu phục Quản Nhi, mới quân cờ. Trừ Quân Tiêu Dao bên ngoài, còn lại ba người đều là vẻ mặt ngưng trệ. Tốt ở chỗ này chỉ có bọn hắn. Bằng không, như truyền đi khiến người khác biết, đây tuyệt đối là có tính đột phá sự kiện lớn. Vị này bao phủ vô tận hào quang, tại giới hải bên trong thanh danh truyền xa Vân Thị thiếu chủ, lại là một vị cất giấu ma quân bản nguyên người thừa kế. Đây quả thực phá vỡ sự tưởng tượng của mọi người. Cho dù là Oản Nhi, trong óc cũng là trống rỗng. Phải biết, Quân Tiêu Dao không chỉ có là Vân Thị thiếu chủ, vẫn là Nho Môn trưởng lệnh giả a. Đây cơ hồ là Mặt Nhật Thần Giáo đối thủ một mất một còn tồn tại. Mà liền là dạng này từ đối đầu, vậy mà là người một nhà. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, nàng đều hiểu lầm. Phù Đồ Ngạn, căn bản không phải cái gì ma quân người thừa kế. Hắn chỉ là một quân cờ mà thôi. Không, điều đó không có khả năng. Phù Đồ Ngạn kêu to bảo hiếu, đơn giản đều muốn điên rồi. Trong cơ thể ma quân bản nguyên bị rút đi, Phù Đồ Ngạn khí tức, lập tức như là quả cầu da xì hơi héo xuống dưới. Lúc trước hắn vốn là Phù Đồ Thánh Tộc ăn chơi thiếu gia. Toàn bộ nhờ ma quân bản nguyên, mới miễn cưỡng chi lăng dâng lên. Hiện tại Quân Tiêu Dao lấy đi này một phần lực lượng. Đối với hắn mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên, càng làm cho Phù Đồ Ngạn đáy lòng phát lạnh chính là, nguyên lai, ta nhặt được ma quân bản nguyên, cũng là ngươi cố ý. Phù Đồ Ngạn hai con ngươi xích hồng, hàm răng cắn nát. Dĩ nhiên, nếu như không phải ngươi, làm sao có thể châm ngòi Phù Đồ Thánh Tộc cùng với những cái khác thánh tộc mâu thuẫn? Phù Đồ Thánh Tộc có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt bị diệt, ngươi Phù Đồ Ngạn có thể là không thể bỏ qua công lao a. Quân Tiêu Dao lời nói, đơn giản giết người chu tâm. Đừng nói Phù Đồ Ngạn bản thân, liền Oản Nhi đều là đáy lòng tỏa ra lạnh lẽo. Nàng trước đó còn mê hoặc làm sao ma quân bản nguyên sẽ tìm được Phù Đồ Ngạn cái phế vật này làm ký chủ. Hiện tại, nhìn xem trước mặt vị này tâm tư sâu lắng công tử áo trắng, Oản Nhi cảm giác đến Quân Tiêu Dao đơn giản liền là hoàn mỹ ma quân truyền nhân. Mạnh mẽ, tuấn mỹ, thân phận tôn quý, thâm tàng bất lộ, vẫn giấu kín lấy chính mình ma quân người thừa kế thân phận. So sánh dưới, Phù Đồ Ngạn đơn giản cạn bã không bằng. Thậm chí hệ so sánh tư cách đều không có. Cùng dạng này người hợp tác, đừng quá dễ chịu. Nàng trước đó còn nghĩ qua, nếu như có thể tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ ma quân bản nguyên người thừa kế, cho hắn làm ấm giường đều nguyện ý. Mà bây giờ, thấy Quân Tiêu Dao. Đừng nói sưởi ấm giường, to gan hơn một chút cũng có khả năng. Đáng chết, là ngươi, đều là ngươi. Phù Đồ Ngạn hận đến cực hạn hối hận, thậm chí đem sợ hãi của hắn đều tách ra. Quân Tiêu Dao gợn sóng lắc đầu, không thèm để ý quân cờ cảm xúc. Hắn tiện tay hất lên, phương thốn càn khôn bên trong, nhấc lên pháp tắc thủy triều. Phù Đồ Ngạn, không hề nghi ngờ, thân hình hóa thành tản mát quân cờ, hình thần câu diệt. Tiện tay giải quyết Phù Đồ Ngạn, như là phủi đi cho bụi. Lúc này, Oản Nhi mang theo vẻ mừng rỡ mở miệng nói. Không nghĩ tới Vân Tiêu thiếu chủ vậy mà là người một nhà. Nghe nói như thế, Phạm Thanh Đăng trên nét mặt mang theo một tia đề phòng. Nếu như Quân Tiêu Dao thật giấu như thế sâu, vậy bây giờ, hắn căn bản cũng không khả năng buông tha mình. Thậm chí, có thể sẽ đối mình làm ra một chút chuyện rất đáng sợ. Dù sao, Phạm Thanh Đăng cũng biết, trong cơ thể mình ma hậu bản nguyên, đối ma quân bản nguyên người thừa kế, có cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn. Quân Tiêu Dao ánh mắt nhìn về phía Oản Nhi,
nhìn từ trên xuống dưới nàng. Oản Nhi dáng người cao gầy, một thân trắng sữa như mỡ đông da thịt, tại hắc gia thấp thoáng dưới, như ẩn như hiện, thậm chí công người. Tại Mặt Nhật Thần giáo bên trong, nàng là nổi danh ma nữ cùng vưu vật, không biết nhường nhiều ít giáo chúng mê mẩn. Chẳng qua là, nàng tại ma hậu nhất mạch, địa vị không sai, cho nên cũng không có người nào có tư cách cưỡng ép chiếm hữu nàng. Trước đó, bị Phù Đồ Ngạn tầm mắt quét nhìn, Oản Nhi sẽ cảm thấy chán ghét, ác tâm. Nhưng bị Quân Tiêu Dao như thế nhìn chăm chú, Oản Nhi đúng là thăng không nổi một vẻ ghét. Thậm chí, bị dạng này tuyệt thế hoàn mỹ nam tử nhìn chăm chú, Oản Nhi trong lòng còn có một tia nho nhỏ nhảy nhót. Chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn làm ấm giường hay sao? Nhưng này một tia nho nhỏ nhảy nhót, chợt bị Quân Tiêu Dao một câu tiêu diệt. Người một nhà. Cô nương sợ là hiểu lầm đi. Quân Tiêu Dao gợn sóng cười một tiếng, phương thốn càn khôn chậm rãi nắm chặt, cũng không có thả Oản Nhi ra tới. Có thể là, Vân Tiêu thiếu chủ, ngài là ma quân bản nguyên người sở hữu, mà lại so cái kia Phù Đồ Ngạn mạnh mẽ vô số lần. Ngài rất có thể liền là tương lai nhất thống Mặt Nhật Thần giáo ma quân. Oản Nhi biến sắc, gấp vội mở miệng nói. Cái gì quỷ? Chẳng lẽ Quân Tiêu Dao cũng không như nàng suy nghĩ như thế, là đen? Quân Tiêu Dao đạm nói, ta chính là Vân Thị thiếu chủ, Quân Đế Đình chi chủ, Huyền Hoàng vũ trụ chi chủ, Nho Môn trưởng lệnh giả. Ngươi cảm thấy, ta sẽ hiếm có một cái Mặt Nhật Thần giáo ma quân vị trí sao? Quân Tiêu Dao một phen, nhường Oản Nhi ngậm miệng không trả lời được. Nhìn như vậy đến, giống như đích thật là chuyện như vậy. Thế nhưng, Vân Tiêu thiếu chủ chẳng lẽ không muốn lấy được toàn bộ ma quân bản nguyên à, mà lại ma quân đại nhân còn có lưu chuẩn bị ở sau. Như là trở thành ma quân, ngài đem có thể được đến sức mạnh mạnh nhất. Oản Nhi trong lòng còn mang không cam lòng. Dùng thiên phú của ta, cần sao? Quân Tiêu Dao nói. Oản Nhi lại lần nữa ngậm miệng không trả lời được. Nàng đều muốn mắng người. Làm sao ma quân bản nguyên rơi xuống một cái nhất không cần ma quân bản nguyên yêu nghiệt trên thân. Nghe đến mấy câu này, Phạm Thanh Đăng trong đôi mắt đẹp đề phòng, dần dần biến mất. Nàng cũng là mở miệng nói, không hổ là Vân Thị thiếu chủ, trung can nghĩa đảm, thủy trung tâm hướng tam giáo cùng giới hải chúng sinh. Phạm Thanh Đăng là thật cảm thấy, Quân Tiêu Dao rất có khí khái, cũng không nhận được ma quân lực lượng dụ hoặc. Nhưng nàng lại thế nào nghĩ tới, Quân Tiêu Dao trong lòng, cũng là nghĩ lợi dụng Mặt Nhật Thần giáo. Hắn mặc dù không là phi thường cần ma quân lực lượng, nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt cần. Tốt, ngươi gọi Oản Nhi đúng không, buông ra thức hải, để cho ta gieo xuống ấn ký, ngươi còn có cơ hội sống sót. Quân Tiêu Dao nói, Phù Đồ Ngạn con cờ này giải quyết sau. Tự nhiên muốn tìm kiếm mới quân cờ. Ma nữ Oản Nhi, liền là thích hợp nhất mới quân cờ. Nàng không chỉ có là ma hậu nhất mạch người, càng đối Mặt Nhật Thần giáo 10 phần hiểu rõ. Đơn giản liền là bố cục không có thứ hai nhân tuyển. Quân Tiêu Dao cũng muốn nhờ Oản Nhi, càng thêm đi sâu hiểu rõ Mặt Nhật Thần giáo cách cục. Cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết Oản Nhi. Cái này, Oản Nhi cắn môi, buông ra thức hải, gieo xuống ấn ký, trên cơ bản cái mạng này liền là Quân Tiêu Dao. Đổi lại người nào, cũng không nguyện ý nắm tính mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. Nhưng vấn đề là, nàng có chọn sao? Đồng ý, có lẽ còn có thể sống. Không đồng ý, hiện tại liền phải chết. Có lẽ, ta có biện pháp, thuyết phục hắn, khiến cho hắn thật nhìn về phía ta Mặt Nhật Thần giáo. Oản Nhi đáy lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Ngược lại Quân Tiêu Dao cũng là ma quân bản nguyên người thừa kế, nàng ban đầu nên phụ tả. Cho nên không có lưỡng lự bao lâu, Oản Nhi trực tiếp đồng ý, buông ra thức hải. Quân Tiêu Dao cũng là thuận thế gieo xuống ấn ký, sau đó giải khai phương thốn càn khôn. Chủ nhân, Oản Nhi đối Quân Tiêu Dao khom lưng hành lễ, lập tức đường cong liền ra tới, ngữ khí mị hoặc chọc người. Quân Tiêu Dao không hề bị lay động, hắn biết Oản Nhi đoán chừng còn muốn khiến cho hắn hắc hóa đây. Hắn ngược lại nhìn về phía Phạm Thanh Đăng. Không nghĩ tới, Phật môn vậy mà như thế thâm tàng bất lộ, còn có một vị vô lậu Phật thai người sở hữu. Dĩ nhiên, bổn thiếu chủ càng không nghĩ đến, Phật nữ lại chính là ma hậu chuyển thế. Vân Tiêu thiếu chủ, ta, Phạm Thanh Đăng muốn nói lại thôi. Bất quá, chúng ta cũng xem như trao đổi lẫn nhau bí mật. Ngươi có được ma hậu bản nguyên, mà ta có được ma quân bản nguyên. Quân Tiêu Dao rơi vào Phạm Thanh Đăng bên người. Phạm Thanh Đăng vẻ mặt lập tức có một cỗ dị dạng. Bởi vì ma hậu bản nguyên cùng ma quân bản nguyên vốn là lẫn nhau hấp dẫn. Ma hậu càng là đối với ma quân yêu khắc cốt, bằng không thì cũng sẽ không tự tử. Cho nên giờ phút này, Quân Tiêu Dao tới gần, nhưng Phạm Thanh Đăng tâm tình có loại dị dạng. Thiền định Phật tâm đều giống như nhịn không được muốn sao động. Mà càng làm cho Phạm Thanh Đăng mắt lộ ra dị sắc chính là, đã từng nàng trấn áp ma hậu bản nguyên rối loạn lúc, trong đầu hiển hiện qua rất nhiều huyễn cảnh. Trong đó có một màn, một đạo dáng người tuyệt thế ma ảnh, đứng chắp tay, đứng sững ở huyết sắc dưới bầu trời. Loại kia coi trời bằng vung,
bệ nghệ tuyệt thế khí chất, cùng trước mắt Quân Tiêu Dao, không nói giống như đúc, nhưng cũng cực kỳ tương tự. Đạo thân ảnh kia là ma hậu trong trí nhớ Ma Quân. Chương 1953, trợ giúp xử lý ma hậu bản nguyên, Tam Thánh Tháp. Đương nhiên, đây chẳng qua là Phạm Thanh Đăng trong đầu chỗ hiện ra huyễn cảnh. Quân Tiêu Dao cùng cái kia huyễn cảnh bên trong Ma Quân, mặc dù đều có loại kia coi trời bằng vung, bệ nghệ chúng sinh khí chất, nhưng lại cũng có khác biệt. Cái kia Ma Quân, phảng phất là chúa tể chúng sinh ma. Mà Quân Tiêu Dao càng giống là ngồi xem thương mang tiên. Một người ma ý nghiêm nghị, một người tiên ý bồng bềnh. Bất quá, đây cũng là không đại biểu. Quân Tiêu Dao ngày sau, đã định trước sẽ trở thành vì cùng Ma Quân cùng một đẳng cấp cường giả. Bất luận như thế nào, trước mặt vị này công tử áo trắng, ngày sau thành tựu rõ ràng không cách nào tưởng tượng. Mà trước mắt, Phạm Thanh Đăng lòng có xoắn suýt. Tựa hồ là nhìn ra Phạm Thanh Đăng khúc mắc, Quân Tiêu Dao gợn sóng cười một tiếng nói. Yên tâm, nếu chúng ta cũng biết lẫn nhau bí mật, vậy liền giữ bí mật tốt. Ta không sẽ tiết lộ ra ngươi người mang ma hậu bản nguyên sự tình, ngươi cũng không lộ ra ra ta người mang ma quân bản nguyên sự tình. Quân Tiêu Dao nhường Phạm Thanh Đăng hơi an tâm một chút. Nàng nhìn thoáng qua Oản Nhi, sau đó đối Quân Tiêu Dao nói, thiếu chủ là nghĩ, đối mặt Nhật Thần giáo bố cục sao? Ừm, có chút ý nghĩ. Quân Tiêu Dao lên tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn hiện tại cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Phạm Thanh Đăng. Bọn hắn bất quá là biết lẫn nhau bí mật mà thôi. Thì ra là thế. Phạm Thanh Đăng triệt để an lòng. Ngay từ đầu, khi biết Quân Tiêu Dao là ma quân bản nguyên người sở hữu lúc, nàng kinh ngạc vô cùng. Như dạng này một vị tồn tại, đảo hướng mặt Nhật Thần giáo bên kia. Hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ, nàng hiểu rõ, Quân Tiêu Dao là muốn mượn ma quân bản nguyên, bố cục mặt Nhật Thần giáo. Đơn giản điểm tới nói, chính là có thể nằm vùng. Cũng là vất vả Vân Tiêu thiếu chủ, vì ta Tam giáo. Như thế lao tâm lao lực, Phạm Thanh Đăng trong mắt mang theo kính ngưỡng chi sắc. Tam giáo có Quân Tiêu Dao, là bực nào may mắn. Khách khí, bất quá, Phật nữ liền không muốn giải quyết triệt để ma hậu bản nguyên sự tình sao? Quân Tiêu Dao hỏi. Phạm Thanh Đăng nghe vậy, đôi mắt một thầm nói. Ta làm sao không nghĩ, thế nhưng, này ma hậu bản nguyên, quả thực khó mà áp chế. Lần này, ta cũng là nghĩ, xem có thể không thể tiến vào Tam Thánh trong không gian chỗ sâu nhất Tam Thánh Tháp. Nếu có thể ở Tam Thánh Tháp bên trong, lĩnh ngộ Phật môn dị tượng, bỉ ngạn chi môn, có lẽ còn có thể áp chế ma hậu bản nguyên một quãng thời gian. Phạm Thanh Đăng là tuyệt đối sẽ không nghĩ để cho mình trở thành ma hậu. Tam Thánh Tháp, Quân Tiêu Dao thì thào. Hắn biết Tam Thánh Tháp liền là Tam Thánh trong không gian lớn nhất cơ duyên. Chính là lúc trước Tam giáo sáng tạo người thiết lập. Trong đó có khắc Tam giáo châm ngôn, đối với lĩnh ngộ riêng phần mình đạo Pháp, Phật Pháp, Nho Pháp, rất có ích lợi. Mà nếu là có được Tam giáo bản nguyên người tiến vào bên trong, càng có một tia thời cơ, khả năng lĩnh ngộ Tam giáo thiên môn dị tượng. Hoàng thiên chi môn, chúng diệu chi môn, bỉ ngạn chi môn. Đây chính là Tam giáo cường tuyệt đại thần thông, đại thủ đoạn. Dạng này a, có lẽ, ta có biện pháp, xử lý ngươi ma hậu bản nguyên. Quân Tiêu Dao giống là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt tối nhanh chóng. Hắn trong lòng lại có một cái mới kế hoạch. Cái gì, thiếu chủ thật có khả năng. Phạm Thanh Đăng, đôi mắt chấn động. Mặc dù thân là người trong Phật môn, tu luyện định tính là cơ bản nhất. Nhưng giờ phút này, Phạm Thanh Đăng cũng khó có thể ức chế thần tâm run rẩy. Quân Tiêu Dao có biện pháp giúp nàng giải quyết ma hậu bản nguyên. Đừng vội, ta cũng chỉ là đại khái có một ít ý nghĩ mà thôi. Cụ thể như thế nào làm, có thể thành công hay không, vẫn là một ẩn số. Quân Tiêu Dao nói. Vậy cũng đầy đủ, bất luận kết quả như thế nào, Thanh Đăng đa tạ thiếu chủ làm viện trợ. Phạm Thanh Đăng đôi mắt đẹp mang theo ý cảm kích. Tốt. Tiếp đó, vẫn là lúc trước hướng Tam Thánh Tháp, lĩnh ngộ cơ duyên lại nói, có lẽ còn có thể gia tăng đối phó bạt tộc thẻ đánh bạc. Quân Tiêu Dao nói, được. Phạm Thanh Đăng cũng là khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía Oản Nhi nói, hiện tại Tam Thánh trong không gian hỗn loạn vô cùng, thân phận của ngươi lại có chút mẫn cảm. Cho nên, ngươi rời đi trước, về sau có việc ta sẽ tìm ngươi. Oản Nhi hiểu rõ, hiện tại tài sản của nàng tính mệnh đều tại Quân Tiêu Dao một ý niệm, tự nhiên cũng chỉ có thể nghe theo. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn không có từ bỏ, muốn đem Quân Tiêu Dao lôi kéo đến mặt Nhật Thần giáo bên kia. Về sau, Oản Nhi chuẩn bị rời đi Tam Thánh không gian. Mà Quân Tiêu Dao cùng Phạm Thanh Đăng hai người, thì tiếp tục đi tới Tam Thánh không gian chỗ sâu nhất Tam Thánh Tháp. Cũng là chuyến này nhất đại cơ duyên chỗ. Trước mắt, toàn bộ Tam Thánh trong không gian, cũng không bình tĩnh. Theo bạt tộc đột nhiên xâm lấn, cũng là có không ít Tam giáo thiên kiêu, đều là thê thảm độc thủ. Đương nhiên, cũng có một chút Tam giáo thiên kiêu, đem một chút bạt tộc chém giết.
toàn bộ tam thánh trong không gian trở thành một mảnh máu và lửa ranh giới. Mà tại thứ nguyên tinh không bên ngoài, chú Lưu tam giáo cường giả cũng là biết được tam thánh trong không gian tình huống. Hừ, không nghĩ tới bạt tộc vậy mà đà thông một phương theo vô nhân khu đến thứ nguyên tinh không lối đi, như thế lệnh người không tưởng tượng được. Vậy chúng ta muốn xuất thủ tham gia sao? Có tam giáo cường giả hỏi. Không cần, chỉ cần không phải bạt tộc chí cường giả xuất hiện, coi như thành là bọn hắn một lần lịch luyện đi. Ngược lại bọn hắn sớm muộn cũng sẽ cùng hắc họa bộ tộc đụng tới, hiện tại vừa vặn sớm làm quen một chút. Chú Lưu tại bên ngoài tam giáo cường giả quyết định cũng không ra tay can thiệp. Bản thân cái này cũng chính là một trận lịch luyện, thương vong là không cách nào tránh khỏi. Hiện tại thương vong là vì giảm bớt về sau thương vong nhiều hơn. Bất quá, theo một chút chạy ra tam thánh không gian tam giáo đệ tử cái kia nghe nói, có vẻ như có bạt tộc vương mạch thiên kiêu xuất hiện. Bọn hắn có thể cực kỳ không kém. Cũng có tam giáo cường giả lo lắng nói. A, ta tam giáo thiên kiêu bên trong cũng không phải không có yêu nghiệt. Đừng quên, Tắc Hạ học cung vị kia cũng tiến nhập. Có hắn tại, dù cho một người đối mặt mấy vị bạt tộc vương mạch thiên kiêu, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Nghe đến đó, tất cả mọi người là im lặng. Không sai, tam giáo thiên kiêu bên trong, có quân tiêu giao cái này định hải thần châm tại. Chẳng lẽ còn sợ bạt tộc vương mạch thiên kiêu? Mà lúc này, tại tam thánh trong không gian, quân tiêu giao cùng Phạm Thanh Đăng đã đi sâu đến chỗ sâu nhất. Cuối cùng, tại quân tiêu giao cuối tầm mắt, xuất hiện một mảnh trôi nổi tại trong hư không vũ trụ phù đảo. Cái kia phù đảo, phạm vi cũng không tính lớn. Mà làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là phù đảo phía trên, cái kia đứng sừng sững lấy ba tòa tháp nhọn. Ba tòa tháp nhọn, riêng phần mình cao hơn vạn trượng. Phẳng phất là ba thanh lợi kiếm, đâm rách tinh khung. Cái kia chính là tam thánh tháp. Quân tiêu giao lẩm bẩm nói. Không sai, ba tòa tháp, phân biệt là Phật môn tháp, đạo môn tháp, nho môn tháp. Phạm Thanh Đăng đôi mắt đẹp cũng là sáng ngời. Mục tiêu của nàng chính là Phật môn tháp. Nếu có thể ở trong đó, lĩnh ngộ Phật giáo thiên môn dị tượng, đối nàng có cực lớn trợ giúp. Đi thôi. Quân tiêu giao trong mắt cũng là lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mặc dù quân tiêu giao cảm thấy, mặc dù không có tam thánh tháp, dùng chính hắn yêu nghiệt vô song thiên phú. Nghĩ muốn lĩnh ngộ nho giáo thiên môn dị tượng, hẳn là cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Nhưng có thể dễ dàng một chút, càng nhanh lĩnh ngộ, cũng không có gì chỗ xấu. Mà theo quân tiêu giao tới gần, hắn chợt phát hiện, tại ba trong tòa tháp ở giữa, mặt đất tựa hồ phác họa lấy một loại nào đó thần bí trận văn. Quân tiêu giao nhìn xem, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Chẳng lẽ, chương 1954, vào tam thánh tháp, bạt tộc cùng tam giáo đại chiến. Quân tiêu giao trong lòng có một loại nào đó ý nghĩ. Một bên Phạm Thanh Đăng liền nói, Vân tiêu thiếu chủ, ta đi trước Phật môn tháp. Mặc dù quân tiêu giao nói, sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết ma hậu bản nguyên sự tình. Nhưng tất cả không có cách nào triệt để xác định. Cho nên, Phạm Thanh Đăng mình cũng phải nghĩ biện pháp. Nếu là nàng có thể tại Phật môn trong tháp, lĩnh ngộ Phật giáo thiên môn dị tượng, đối nàng trấn áp ma hậu bản nguyên, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Được. Quân tiêu giao gật đầu. Phạm Thanh Đăng thì là tiến nhập Phật môn tháp. Quân tiêu giao ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn thoáng qua đạo môn tháp, gợn sóng lắc đầu. Hắn hiện tại, cũng không có đạo giáo bản nguyên. Cho nên mặc dù tiến nhập đạo môn tháp, cũng không cách nào ngộ đạo giáo thiên môn dị tượng. Nhưng quân tiêu giao cũng không thèm để ý. Nên là của hắn, cuối cùng rồi sẽ là hắn. Mà lại, Lý Vô Song nơi đó, không phải còn có tam giáo bản nguyên sao? Đến lúc đó, thu hoạch được Lý Vô Song, hắn tự nhiên là có thể được đến tam giáo bản nguyên. Mặc dù không phải thăng hoa sau tam giáo bản nguyên, nhưng quân tiêu giao cảm thấy, dùng thiên phú của hắn, đem hắn thăng hoa, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Suy nghĩ một chút, quân tiêu giao thì là tiến nhập nho môn tháp. Vừa tiến vào trong tháp, quân tiêu giao nhìn quanh nhìn lại. Này trong tháp, phẳng phất là một cái càn khôn tiểu thế giới. Vô số nho đạo chữ viết, ở trong đó, như đại dương mênh mông gột rửa chìm nổi. Một màn này, ngược lại để quân tiêu giao không khỏi nhớ tới, nho môn tiên binh, thiên trương thánh quyển. Thôi được, bắt đầu đi. Quân tiêu giao bắt đầu từng bước một đạp về tháp mũi nhọn. Càng đến gần phía trên, loại kia nho vận thì càng nồng đậm. Đương nhiên, áp lực cũng sẽ càng lớn. Cho nên chỉ có cường đại nhất, yêu nghiệt nhất thiên kiêu mới có thể leo lên tối đỉnh phong đi lĩnh ngộ. Mà liền tại Phạm Thanh Đăng cùng quân tiêu giao, đều riêng phần mình tiến nhập Phật môn tháp cùng nho môn tháp lúc. Tại tam thánh tháp bên ngoài, lại có một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Này đạo áo bào đen thân ảnh, dĩ nhiên chính là che giấu thân phận Lý Vô Song. Hắn nếu như triển lộ diện mục thật sự, không tốt lắm tại tam thánh trong không gian làm việc. Đã có người bắt đầu xông tháp. Lý Vô Song nhìn về phía nho môn tháp cùng Phật môn tháp, phía trên đều có quang hoa đang cuộn trào. Hắn người mang tam giáo bản nguyên.
Nói cách khác, hắn ba tòa tháp kỳ thật đều có thể xông, đối với hắn đều có đại tác dụng. Cuối cùng, Lý Vô Song nhìn về phía cái kia yên lặng đạo môn tháp. Đạo Hoàng. Thấy đạo môn này tháp, Lý Vô Song liền không khỏi nhớ tới cái kia một đạo đã từng một trưởng chấn sát thân ảnh của hắn. Có thể nói, hiện tại Lý Vô Song, hận nhất người cũng chỉ có hai cái. Liền là Quân Tiêu Dao cùng Đạo Hoàng. Hừ, đã như vậy, ta đây trước hết đi ngộ đạo giáo thiên môn dị tượng. Nói không chừng tương lai, ta có thể tại đạo một trong đồ, siêu việt Đạo Hoàng. Không thể không nói, Lý Vô Song vẫn là, có đấu thiên chiến hoàng cái chủng loại kia cuồng ngạo cùng với dã tâm. Thân hình hắn vọt tới, cũng là trốn vào đạo môn trong tháp. Về sau, cũng là lục tục ngo ngoe, có một ít vụn vặt lẻ tẻ tam giáo thiên kiêu đến nơi này. Thế nhưng cũng không nhiều. Bởi vì bạt tộc đột nhiên xuất hiện, trở ngại rất nhiều tam giáo tinh anh. Thời gian đang trôi qua. Quân Tiêu Dao, Phạm Thanh Đăng, Lý Vô Song đám người, tại tam thánh tháp bên trong, tu luyện một quãng thời gian. Trong đoạn thời gian này, cũng là có một ít tam giáo thiên kiêu tới đây. Viễn không, có bóng người độn không tới. Rõ ràng là Tắc Hạ Học Cung Tống Đạo Sinh, Đạm Đài Thanh Tuyền đám người. Cuối cùng đã tới. Tống Đạo Sinh thở dài một hơi. Bất quá không nghĩ tới, bạt tộc vậy mà như thế hung hăng càn quấy. Đạm Đài Thanh Tuyền cau mày nói. Không sao, có Vân Tiêu thiếu chủ tại, hết thảy đều không là vấn đề. Hắn cũng đã tiến vào Nho Môn Tháp đi. Tống Đạo Sinh cười cười, nhìn về phía Nho Môn Tháp. Có Quân Tiêu Dao tại, hắn không lo lắng chút nào. Quân công tử. Đạm Đài Thanh Tuyền đôi mắt đẹp cũng là nhìn về phía Nho Môn Tháp, mắt mang mê mẩn. Mà lúc này, một vị bên hông đeo kiếm, khí chất thanh lãnh, vốn mặt hướng lên trời nữ tử, vút không tới. Chính là Tam Thanh Đạo Môn Lý Thanh Hàn. Nàng đi vào nơi này, tầm mắt cũng là đầu tiên rơi vào Nho Môn trong tháp. Quân Tiêu Dao là Nho Môn trưởng lệnh giả, hắn trước hết nhất đến tới, tất nhiên là tiến nhập Nho Môn tháp. Mà bên này, Đạm Đài Thanh Tuyền thấy Lý Thanh Hàn tầm mắt, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Nàng trước hết nhất quan tâm, đúng là Nho Môn tháp. Nữ hài tử tâm đều rất nhỏ, huống chi Đạm Đài Thanh Tuyền vốn là một vị tâm tư cẩn thận nữ tử. Chẳng lẽ, ngưỡng mộ Quân Tiêu Dao nữ tử, lại nhiều thêm một vị. Lúc này, Đại Thiên Tự Vô Tâm Phật tử cũng hiện thân. Hắn nhìn về phía Phật Môn Tháp. Đã tiến nhập sao? Vô Tâm Phật tử cười một tiếng. Hắn biết, bên ngoài đều đem hắn, cho rằng là Đại Thiên Tự Khâm Định trưởng lệnh giả. Nhưng kỳ thật, từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi. Đại Thiên Tự chân chính ẩn giấu yêu nghiệt, là Phạm Thanh Đăng. Đương nhiên, Vô Tâm Phật tử cũng không có gì ghen tị. Dù sao Phạm Thanh Đăng, có thể là có được giống như Thiên Phật Vô Lậu Phật thai. Chỉ là điểm này, liền đã chú định Phạm Thanh Đăng, chính là Đại Thiên Tự chính thống, tương lai trưởng lệnh giả. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mây đen tiếp cận. Một cỗ vô biên hoang vô lực lượng, tràn ngập ra. Nắm nâng tam thánh tháp phù đảo, ban đầu linh khí giạt rào, cỏ cây hương thơm. Nhưng theo cái kia cỗ hoang vô lực lượng tràn ngập, phảng phất hết thảy sinh cơ cùng sinh mệnh tinh hoa, đều bị rút đi. Chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Cuối cùng vẫn là muốn tới một trận đại đối quyết. Vô Tâm Phật tử lẩm bẩm nói, còn có Lý Thanh Hàn, Đạm Đài Thanh Tuyền, Tống Đạo Sinh trở tam giáo thiên kiêu, cũng là diện mạo ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Viễn không, khói đen mờ mịt bên trong, từng đạo bạt tộc thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu ba vị nam nữ trẻ tuổi, đều có lấy đạm trong mắt màu tím, chính là bạt tộc Vương Mạch thiên kiêu, thực lực kinh người. Chết trong tay bọn hắn tam giáo thiên kiêu, cũng không ít. Châu Cốc tên kia làm sao không thấy, chẳng lẽ lại đi tai họa một chút nữ tử? Dáng người cường tráng, cầm trong tay huyết sắc cự phủ doanh câu nhất mạch bát vương tử cừu mang nói ra. Mặc kệ nó, hắn không tại càng tốt hơn, ta liền có thể hút càng nhiều tam giáo tinh anh máu tươi. Thất vương tử tân hình nói. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận cái kia Vân Tiêu, hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Thất vương nữ biện linh nói. Trong mắt bọn hắn, phảng phất ngoại trừ Quân Tiêu Dao, những người khác vô pháp đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Trừ bọn họ bên ngoài, sau lưng bọn họ. Vẫn là một mảnh ô ép một chút bạt tộc thiên kiêu, đều là tinh anh. Trận này, có thể nói là tam giáo tinh anh, cùng bạt tộc tinh anh quyết đấu. Đương nhiên, cũng không là hai bên toàn bộ lực lượng đều có mặt. Bạt tộc bên này, còn có thật nhiều nghịch thiên yêu nghiệt chưa từng đến. Tam giáo bên này, cũng có một chút tồn tại, như đạo môn đại sư tỷ đám người, cũng không có đến. Mà trước mắt lần đầu giao phong, cũng xem như song phương thăm dò, cân nhắc đối địch trận doanh, thế hệ trẻ tuổi thực lực. Giết! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bạt tộc cùng giới hải sinh linh, vốn là thiên sinh đối địch, căn bản không cần nhiều lời cái gì. Một trận huyết tinh đại chiến bùng nổ. Hư không rung động, đại địa rạn nứt. Thiên địa đổ xuống, đủ loại pháp tắc thần thông va chạm băng diệt. Giết! Cầm trong tay huyết sắc cự phủ bát vương tử cừu mang,
quát to một tiếng, thân hình lập tức cất cao, như cùng một cái tiểu cự nhân. Hắn một búa tích dưới, vài vị tam giáo tinh anh, trực tiếp là kêu thảm một tiếng, thân thể nguyên thần bị tích thành hai đoạn. Tân hình, biện linh hai người cũng là ra tay, thôi động vương mạch chi huyết. Phảng phất có thắng câu lực lượng, ra chỉ trên người bọn hắn. Để bọn hắn tại tam giáo trong đám người, đại sát tứ phương. Cho dù là vô tâm Phật tử, Lý Thanh Hàn đám người ra tay ngăn cản, đều là bị đánh đến lui bước, khí huyết sôi trào. Há, tốt một vị nũng nịu đại mỹ nhân, người huyết nhất định rất mỹ vị. Đằng đằng sát khí bát vương tử cừu mang, tầm mắt bỗng nhiên khóa chặt đạm đài thanh tuyền, xung phong mà đi. Cẩn thận, Tống đạo sinh biến sắc. Mà đúng lúc này, ầm ầm, tam thánh tháp bên trong, nhào môn tháp bỗng nhiên hào phóng vầng sáng, tại rung động kịch liệt. Một đoàn minh mông thánh đạo lực lượng, mãnh liệt mà ra, vầng sáng sáng chói như tinh vân xoay tròn, làm người chấn động cả hồn phách. Rõ ràng là thiên địa hạo nhiên bảo điển bên trong tuyệt học, thiên địa đại đồng. Ầm. Cừu mang thấy thế, huyết sắc cự phủ hoành hiện lên trước người, mong muốn ngăn cản. Cả người lại trực tiếp bị đánh bay, thân thể đều giống như muốn bị đánh tan. Một đám bạt tộc đạo trích cũng dám ở bổn thiếu chủ trước mặt quát tháo. Quân Tiêu Dao đạp lên kim quang mà ra, như áo trắng chân tiên hiện thế. Chương 1955, ba người đồng xuất quan, tranh đoạt đại diễn đạo đỉnh khống chế trung tâm. Quân công tử. Đạm đài thanh tuyền xem si mê, phương tâm quý động không ngừng. Mà một bên khác, Lý Thanh Hàn tầm mắt, lại cũng như nam châm gặp sắt, hấp thụ tới, khó mà dịch chuyển khỏi ánh mắt. Vân Tiêu, Tân Hình, biện linh đám người, tầm mắt cũng là khóa chặt Quân Tiêu Dao, vẻ mặt mang theo lạnh lẽo. Bọn hắn lần này sở dĩ đến, ngoại trừ nhận mặt Nhật Thần giáo mời, còn có nghĩ tiêu diệt tam giáo tuổi trẻ tinh anh bên ngoài. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, liền là nghĩ thay bọn hắn doanh câu nhất mạch cửu vương tử báo thù. Mà lúc này, Phật môn tháp bên kia, đồng dạng có thần mang đại phóng, hào quang rực rỡ. Một vị bạch y Phật nữ, nhanh nhẹn mà ra, xương cốt trong vắt như lưu ly bảy màu, cả người mang theo một loại siêu nhiên Phật vận. Tự nhiên là Phạm Thanh Đăng. Giờ phút này khí tức của nàng cũng rõ ràng so tiến vào Phật môn tháp lúc, phải sâu thúy quá nhiều. Rõ ràng cũng là tại Phật môn trong tháp, có bất phàm thu hoạch. Thấy Phạm Thanh Đăng hiện thân. Bạt tộc bên này, Tân Hình đám người sắc mặt đều hơi hơi chìm xuống. Một cái Quân Tiêu Dao cũng đã đầy đủ phiền toái. Hiện tại lại nhiều thêm một vị thực lực bất phàm Phật môn thiên kiêu. Bỗng nhiên, đạo môn tháp bên kia, lại lần nữa quang hoa đại phóng. Một vị áo bào đen thân ảnh đi ra. Cái này khiến ở đây một chút đạo môn thiên kiêu, đều là có chút mộng bức. Này giống như không phải bọn hắn tam thanh đạo môn người. Vân Tiêu, lại gặp mặt. Âm u hùng hậu tiếng nói, theo Lý Vô Song trong miệng truyền ra. Lý Thanh Hàn còn tại chỗ, hắn tự nhiên không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Đấu thiên chiến hoàng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng trà trộn đi vào. Quân Tiêu Dao vẻ mặt gợn sóng. Mặc dù hắn biết thân phận của Lý Vô Song, nhưng trước mắt vẫn là muốn cùng hắn diễn trận này trò vui. Lý Vô Song như thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chắc chắn trở thành chim sợ cành cong, thậm chí sẽ giấu đi âm thầm vụng trộm phát dục. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao mong muốn thu hoạch hắn, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên hiện tại, còn không phải bại lộ Lý Vô Song thân phận chân chính thời điểm. Cái gì, hắn liền là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế. Nghe được Quân Tiêu Dao, ở đây tam giáo thiên kiêu, đều là chấn động vô cùng. Vị kia đã từng dùng sức một mình, đảo loạn tam giáo mưa gió tuyệt thế cùng nhân, vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đấu thiên chiến hoàng, bạt tộc bên kia, Tân Hình mấy người cũng là mắt xương dị sắc. Liên quan tới vị này cùng nhân, bọn hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe nói. Cục diện dưới mắt, bạt tộc, tam giáo, còn có một cái đấu thiên chiến hoàng. Trong lúc nhất thời, đúng là không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian đều phảng phất động lại. Mà đúng lúc này, cái kia ba tòa tỏa hào quang mạnh tam thánh tháp, mặt đất bên trên trận văn bỗng nhiên được thắp sáng. Một hồi hào quang rực rỡ dâng lên. Mà tại cái kia nồng đậm trong quang hoa, nổi lên một ngụm đỉnh nhỏ màu vàng óng. Cái đó là, mọi người tại đây đều là nghẹt thở. Sau đó, giống là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt trừng lớn. Chẳng lẽ là, rất nhiều người đều đoán được. Quân Tiêu Dao thì là gợn sóng cười một tiếng. Lúc trước hắn phỏng đoán không có sai. Này khẩu đỉnh nhỏ màu vàng óng, hẳn là đại diễn đạo đỉnh chân chính khống chế trung tâm. Nói cách khác, nắm trong tay này khẩu đỉnh nhỏ màu vàng óng, liền có năng lực lấy đi cả thanh đại diễn đạo đỉnh. Mà sở dĩ, này khẩu đỉnh nhỏ màu vàng óng, vì sao lúc này nổi lên? Quân Tiêu Dao trước đó cũng có phỏng đoán. Cái kia chính là, chỉ có tại tam thánh tháp bên trong, lĩnh ngộ thiên môn dị tượng mới có thể nhường này non đỉnh hiển hiện. Mà lại, không chỉ là một loại thiên môn dị tượng. Cần tam giáo thiên môn dị tượng, đồng thời bị người lĩnh ngộ, mới có thể để tiểu đỉnh xuất hiện.
Dùng Quân Tiêu Dao yêu nghiệt thiên phú, tại đây Nho Môn trong tháp, lĩnh ngộ Nho giáo thiên môn dị tượng, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà Phạm Thanh Đăng, có được Vô Lậu Phật Thai, lĩnh ngộ Phật giáo thiên môn dị tượng, hẳn là cũng không là vấn đề. Mà Đạo Môn tháp bên kia, mặc dù Lý Vô Song theo Quân Tiêu Dao không tính là gì, cũng là như thế. Nhưng Lý Vô Song thân là chiến hoàng chuyển thế, bản thân thiên tư vẫn là hết sức yêu nghiệt. Tăng thêm hắn có được hoàn chỉnh tam giáo bản nguyên. Cho nên ngộ đạo giáo thiên môn dị tượng, hẳn là cũng không tính quá mức khó khăn. Chính là bởi vì ba người đều lĩnh ngộ. Cho nên đại diễn đạo đỉnh khống chế trung tâm mới có thể xuất hiện. Quân Tiêu Dao là trước hết nhất đoán ra được. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người thấy này khẩu đỉnh nhỏ màu vàng óng, đều biết đây là bực nào đại cơ duyên. Lý Vô Song, mắt mở ra thần mang. Lúc trước hắn, bị Quân Tiêu Dao cắt rau hẹ, tổn thất đấu thiên thần kích này lớn nhất lợi khí. Mà trước mắt, này đại diễn đạo đỉnh, đồng dạng là một kiện trọng khí. Càng quan trọng hơn là, đại diễn đạo đỉnh bên trong, đạo tắc nồng đậm. Nếu là dùng tới ngộ đạo tu luyện, đơn giản tuyệt diệu. Lý Vô Song cho rằng, nếu là hắn có thể được đến đại diễn đạo đỉnh, tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm một bước. Cho nên, không chút do dự, Lý Vô Song trực tiếp đối cái kia đỉnh nhỏ màu vàng óng vọt tới. Quân Tiêu Dao thấy thế, bước chân một bước. Hắn tự nhiên là không thể nào nhường Lý Vô Song đạt được đại diễn đạo đỉnh. Trước đó, Quân Tiêu Dao đang cảm thấy, chính mình lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ có chút chậm. Nếu là có đại diễn đạo đỉnh, Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Mà lại ngày sau, còn có thể đem đại diễn đạo đỉnh dung nhập vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Một bên khác, Bạt tộc Doanh Câu nhất mạch ba vị vương mạch thiên kiêu cũng là đồng thời lao ra, muốn tranh đoạt đỉnh nhỏ màu vàng óng. Có thể nói, đây mới là tam thánh trong không gian nhất đại cơ duyên. Chết đi! Cừu Mang ra tay rồi, thân hình lại lần nữa tăng vọt, tựa như một cái tiểu cự nhân. Trong tay hắn huyết sắc cự phủ, đối Quân Tiêu Dao tích chém mà xuống, huyết sắc phủ mang tê thiên liệt địa. Mà Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản, thon dài chỉ trưởng, trực tiếp là đánh ra mà đi. Muốn chết! Cừu Mang trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao máu thịt tay cầm, đánh vào huyết sắc cự phủ bên trên. Đúng là va chạm ra kim loại giao kích thanh âm, hỏa tinh lấp lánh. Bạt tộc bên này, Tân Hình cùng Biện Linh vẻ mặt đều là nhất biến. Thân thể, cũng là bọn hắn bạt tộc am hiểu lĩnh vực, kim cương bất phá, vạn pháp bất xâm. Thế nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao thân thể, khiến cho bọn họ đều là rung động không thôi. Quân Tiêu Dao tay cầm vầng sáng phun trào, lại lần nữa vỗ tới một trưởng. Thẻ xoẹt, Cừu Mang huyết sắc cự phủ, đúng là trực tiếp bị đập nát, hóa thành rất nhiều mảnh kim loại. Mảnh vỡ như phi đao bắn ra bốn phía, trong nháy mắt xuyên thủng Cừu Mang thân thể, đem hắn bắn thành cái dây. A, Cừu Mang phát ra gào thét. Thân là bạt tộc, hắn có khả năng miễn dịch cảm giác đau. Nhưng hắn không thể tin, không nghĩ tới chính mình bản mệnh binh khí đều bị đập nát. Binh khí này, có thể là hắn chém giết vô số sinh linh, huyết tế mà ra tuyệt thế hung binh. Kết quả là rách nát như vậy nát, cái này khiến hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Quân Tiêu Dao lại lần nữa dò xét trưởng, liền muốn đập nát Cừu Mang nguyên thần. Mà lúc này, Tân Hình cùng Biện Linh hai người, xung phong mà lên. Bọn hắn không dám khinh địch, trực tiếp tế ra bạt tộc tuyệt học. Tân Hình đấm ra một quyền, hoang vu chi khí tràn ngập, phảng phất muốn đem Quân Tiêu Dao máu thịt tinh hoa đều tước đoạt. Đây là bạt tộc một thức khủng bố thần thông, hoang vu ma quyền. Quân Tiêu Dao thấy thế, vẻ mặt đạm định, hắn năm ngón tay tìm tòi. Một ngụm đen như mực hắc động nổi lên, trái lại muốn tước đoạt luyện hóa Tân Hình. Rõ ràng là duy nhất hắc động. Cái này, Tân Hình vẻ mặt rung động. Hắn đến cùng biết được bao nhiêu pháp. Không chỉ có là Nho Môn trưởng lệnh giả, tu luyện Nho Đạo. Thân thể cũng như thế cường hãn. Lại còn tu luyện có này loại hiếm thấy bá đạo thôn vệ pháp môn. Có thể nói, Quân Tiêu Dao thủ đoạn thần thông, là tầng tầng lớp lớp, nhưng bạt tộc vương mạch thiên kiêu đều là rung động cứng họng. Chương 1956, Lý Thanh Hàn chiến Lý Vô Song, lịch sử luôn là kinh người tương tự, đóng cửa đánh chó. Trước mắt, Tân Hình cùng Biện Linh hai người hợp lại, cường hãn bạt tộc thần thông thi triển mà ra, cùng Quân Tiêu Dao đối bính. Nhưng ở nhất kích sau khi giao thủ, bọn hắn thân hình nhanh lùi lại. Quân Tiêu Dao dùng sức một mình, chế trụ bạt tộc hung hăng càn quấy khí diễm. Bạt tộc bên kia sinh linh đều là có chút ngốc trệ. Tuy nói Tân Hình, Biện Linh, Cừu Mang đám người, tại bạt tộc ba đời vương mạch thiên kiêu bên trong, không tính là đột xuất nhất, cường hãn nhất. Nhưng dầu gì cũng là vương mạch thiên kiêu. Chớ nói chi là cùng cấp bậc. Bạt tộc so với những sinh linh khác là muốn càng chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn thân thể vô song, có thể miễn dịch cảm giác đau, càng trưởng khống hoang vô lực lượng, còn có thể thôn phệ địch quân tinh huyết. Cùng cấp bậc dưới, sức chiến đấu số 1 số 2, khó mà địch nổi. Nhưng Quân Tiêu Dao lại dùng lực lượng một người, trong nháy mắt áp chế ba vị bạt tộc vương mạch thiên kiêu.
bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mà lúc này, Tân Hình bỗng nhiên nhìn về phía Lý Vô Song nói. Đấu Thiên Chiến Hoàng, ngươi cùng Tam Giáo cũng là sinh tử đại địch, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Lý Vô Song ánh mắt lấp lánh. Kỳ thật, dù cho Tân Hình không nói, Lý Vô Song cũng sẽ ra tay với Quân Tiêu Dao. Dù sao hắn đối này đại diễn đạo đỉnh, có thể là cũng có nhất định đoạt chi tâm. Không nói hai lời, Lý Vô Song trực tiếp liền ra tay, muốn đối lấy Quân Tiêu Dao oanh kích mà đi, cướp đoạt đại diễn đạo đỉnh hạch tâm. Nhưng mà, một đạo kiếm ảnh hoành không lóe lên. Rõ ràng là Lý Thanh Hàn. Lý Vô Song dưới mặt nạ vẻ mặt một trầu. Lịch sử đúng là kinh người tương tự. Vân Tiêu thiếu chủ, ta nỗ lực giúp ngươi kéo dài một quãng thời gian. Lý Thanh Hàn nói. Đừng nhìn nàng tính cách thanh thanh lãnh lãnh, giống như là không động tâm vì ngoại vật. Nhưng kỳ thật cũng là một vị người mang chính nghĩa nữ kiếm tu. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, đáy mắt lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Một màn này, làm sao có chút đã thị cảm, giống như là đã từng phát sinh qua. Mặc dù hắn hoàn toàn không cần Lý Thanh Hàn trợ giúp, nhưng có thể làm cho Lý Vô Song tâm tính nổ tung, há không diệu quá thay. Vậy liền phiền toái Lý cô nương. Đạt được Quân Tiêu Dao hồi phục, Lý Thanh Hàn khóe môi lại là hơi lộ ra một sợi mỉm cười. Trước đó Quân Tiêu Dao cứu được nàng, hiện tại nàng có thể trợ giúp đến Quân Tiêu Dao một điểm, liền đã có loại cảm giác thỏa mãn. Mà nhìn đến đây Lý Vô Song, vẻ mặt âm trầm xanh lét. Tâm tính tất nhiên là không cần nhiều lời. Trước khi hắn tới, lời thề son sắt, cảm thấy tam tỷ Lý Thanh Hàn, khẳng định không có khả năng cùng Quân Tiêu Dao sinh ra cái gì gặp nhau. Mà bây giờ đâu? Lý Thanh Hàn vậy mà bởi vì có thể đến giúp Quân Tiêu Dao mà lộ ra ý cười. Lại thêm, trước đó hắn thấy Lý Thanh Hàn ôm lấy Quân Tiêu Dao. Mặc dù đó là bởi vì dục tâm ma hỏa duyên cớ, nhưng Lý Vô Song nhưng không biết. Sắc mặt hắn xanh lét. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất định phải đoạt được đại diễn đạo đỉnh. Phảng phất có âm thanh, tại Lý Vô Song trong đầu nổ vang. Đó là thuộc về Đấu Thiên Chiến Hoàng ý chí. Hắn đã mất đi Đấu Thiên Thần Kích, nếu như có thể đạt được đại diễn đạo đỉnh, vậy còn có thể đền bù một chút. Cho nên Lý Vô Song chỉ có thể lại lần nữa ra tay. Mà bên này, Quân Tiêu Dao tạm thời không để ý đến Lý Vô Song, tầm mắt ngược lại nhìn về phía Bạt tộc ba vị vương mạch thiên kiêu. Đúng lúc này, Phạm Thanh đang tiến lên đây. Vân Tiêu thiếu chủ, ta tới giúp ngươi. Đừng quên, Phạm Thanh đăng có thể là thăng hoa bản nguyên, vô lậu Phật thai người sở hữu. Thực lực của nàng cũng không phải là trưng cho đẹp. Tăng thêm nàng còn tại Phật môn trong tháp có thu hoạch, chiến lực cũng không yếu. Phật nữ, ngươi có thể đi trợ giúp Lý cô nương, đối kháng Đấu Thiên Chiến Hoàng, nàng một người sợ là không ứng phó qua nổi. Quân Tiêu Dao nói, mặc dù hắn biết, Lý Vô Song đối tỷ tỷ nàng ra tay, hẳn là sẽ không hạ tử thủ. Nhưng dù sao, hắn hẳn là còn có Đấu Thiên Chiến Hoàng ý chí ở trong đó, cho nên khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có thể là, thiếu chủ ngươi một người. Phạm Thanh đang chần chờ. Một người đối kháng ba vị Bạt tộc vương mạch thiên kiêu, phóng nhãn giới hải, đều ít có thiên kiêu có thể có năng lực này. Yên tâm đi. Quân Tiêu Dao cười một tiếng. Phạm Thanh đang thấy thế, chỉ có thể khẽ gật đầu, tiến đến trợ giúp Lý Thanh Hàn, đối kháng Lý Vô Song. Mà còn lại tam giáo thiên kiêu cùng Bạt tộc sinh linh, cũng là giằng co lẫn nhau đều khóa chặt đối phương khí tức. Bất quá bọn họ cũng đều biết, chân chính quyết định thắng bại kết quả, nhưng thật ra là Quân Tiêu Dao đám người tình hình chiến đấu. Quân Tiêu Dao đưa tay mà lên, một mặt mini hư ảo bàn cờ, theo lòng bàn tay nổi lên, sau đó trực tiếp đón gió căng phồng lên. Hư không đạo văn xen lẫn, thế giới lực lượng phun trào, trong nháy mắt, hóa thành một phương thiên địa, đem Tân Hình ba vị vương mạch thiên kiêu giam ở trong đó. Cẩn thận! Tân Hình ba người, khí tức cũng là bắt đầu dâng lên. Lần này, Quân Tiêu Dao cất bước, muốn đích thân bước vào chiến trường. Đây là bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó, không cho ba vị Bạt tộc vương mạch thiên kiêu có bỏ chạy khả năng. Vân Tiêu, ngươi thật đúng là dám a! Thấy Quân Tiêu Dao vẻ mặt bình đạm tiến vào bên trong, Tân Hình vẻ mặt lãnh khốc. Hắn thật cho rằng có thể dùng sức một mình đối kháng bọn hắn ba vị vương mạch thiên kiêu. Đóng cửa đánh chó mà thôi, nào có cái gì có dám hay không? Quân Tiêu Dao miệt thị nói. Chợt, hắn một trường đẩy ra, trường phong chính khí sụp sôi. Thúc dục chính là Nho Môn Thiên Địa Hạo Nhiên Bảo Điển. Vừa ra tay, chính khí cổ động, phảng phất muốn tịnh hóa thiên địa, tiêu bồi hết thảy tà sùng. Nho Môn Hạo Nhiên chi khí, đối Bạt tộc có nhất định tác dụng khắc chế. Muốn chết! Tân Hình ba người nghe vậy, đạm con mắt màu tím bên trong, bắn ra bức hồn phách người hàn mang. Vậy mà dùng cẩu tới xưng hô bọn hắn Bạt tộc vương mạch thiên kiêu. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ba người bọn họ ra tay, thi triển Bạt tộc thần thông, khói đen thao thiên, hoang vu lực lượng tràn ngập, phảng phất liền hư không đều muốn khô héo. Quân Tiêu Dao,
tế ra trăm tầng pháp lực miễn dịch thần hoàn, trồng chất duy nhất hắc động. Hết thảy kéo tới lực lượng, không phải là bị miễn dịch thần hoàn triệt tiêu, liền là bị duy nhất hắc động thôn phệ. Quân Tiêu Dao như vào chỗ không người, một bước bước về phía trước, nhảy vọt hư không. Hắn một tay, hào quang rực rỡ, tay kia, lại có luân hồi lực lượng phun trào. Cái kia hào quang sáng chói, ngưng tụ làm một bàn tay lớn che trời. Cái kia luân hồi lực lượng, thì hóa thành một phương đạo bàn, phẳng phất có khả năng luân chuyển thiên địa, nghiền ép vạn vật. Này tự nhiên là Quân Tiêu Dao chí tôn xương thần thông, thượng thương chi thủ cùng luân hồi đạo bàn. Này hai thức thần thông, mặc dù là Quân Tiêu Dao tương đối sớm lĩnh ngộ ra thủ đoạn, nhưng cùng mặt khác một chút chiêu thức thần thông khác biệt. Này chút thần thông là chí tôn cốt thiên sinh tự mang, cho nên có khả năng nương theo Quân Tiêu Dao thực lực tăng cường mà tăng cường. Liền như là lục đại thánh thể dị tượng. Mà bây giờ, chí tôn cốt lột xác thành chí tôn thần huyết, này hai thức uy lực càng là khác biệt dĩ vãng. Thượng thương chi thủ, đánh ra mà xuống. Luân hồi đạo bàn, đồng thời nghiền ép. Một chiêu này xuống tới. Trước đó liền nhận lấy không nhỏ thương thế cừu mang, nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thân thể, trực tiếp là nổ tung. Liền bạt tộc thân thể cường hãn, đều không chịu nổi Quân Tiêu Dao một kích này, nổ chia năm xẻ bảy. Nguyên thần cũng là nổ tung, hoàn toàn không có may mắn còn sống sót khả năng. Mà Tân Hình cùng Biện Linh hai người, thân thể cũng là thẻ xoẹt rung động, thân hình nhanh lùi lại. Bọn hắn vẻ mặt ngốc trệ, như là choáng váng, khắp cả người phát lạnh, nguyên thần đều đang run rẩy. Cái này là danh chấn giới Hải Vân thị thiếu chủ thực lực. Cừu mang, cứ như vậy giống như đập rồi bị đập chết rồi. Chương 1957, Vương Mạch Thiên Kiêu toàn diệt, bạt tộc nhị đại đại đế vượt giới tới. Bọn hắn cảm giác nguyên thần đều giống như bị đông cứng, hoàn toàn đoán sai Quân Tiêu Dao thực lực. Toàn lực ra tay. Tân Hình đối Biện Linh nói. Hắn cảm thấy một cỗ cực độ mối nguy. Hai người biết, lần này không liều mạng là không được. Vừa ra tay, huyết hải cuồn cuộn, trong đó phẳng phất có rất nhiều dãy dụa thân ảnh hiển hiện, tại kêu rên kêu thảm. Đây là bạt tộc một môn cấm kỵ đại thuật, thi triển ra, phẳng phất có thể đem bất luận cái gì sinh linh, đều kéo vào trong biển máu, trở thành tế phẩm. Nhưng đây đối với Quân Tiêu Dao vô dụng. Thân hình hắn vầng sáng liễm diễm sáng chói, phẳng phất có vô số đạo văn, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Này chút, đều là lực lượng pháp tắc thể hiện. Phảng phất bệnh thành một bộ pháp tắc chi áo, bao phủ Quân Tiêu Dao thân thể, khiến cho vạn pháp bất xâm. Hắn ung dung hành tẩu trong biển máu, tựa như vượt biển mà đi áo trắng thần linh. Sau đó, Quân Tiêu Dao một trường oanh kích mà đi, thúc giục trong cơ thể trăm vạn tu di thế giới lực lượng. Cỗ lực lượng này gì nó cường hãn. Nói là có thể băng diệt tinh hải, phá toái thương khung cũng không đủ. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Thất vương nữ Biện Linh. Thân thể mềm mại trực tiếp bị cỗ lực lượng này đập vụn, bị đánh thành bọt máu, nguyên thần vẫn diệt. Tân Hình thân hình cũng là bị đánh đến nhanh lùi lại, cổ họng xông lên một cỗ trước nay chưa có lạnh lẽo. Đây là cái gì đối thủ, đơn giản làm người tuyệt vọng. Tại dĩ vãng, này loại tuyệt vọng, hắn chỉ ở một chút giới hải thiên kiêu trên mặt thấy qua. Đó là giới hải thiên kiêu, đối mặt bọn hắn bạt tộc lúc kinh khủng. Thế nhưng hiện tại, thế cục phẳng phất xoay ngược lại. Này loại tuyệt vọng xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Đi. Tân Hình bị sợ vỡ mật, mong muốn độn không thoát đi. Hắn triệt để bùng cháy kích phát trong cơ thể bạt tộc vương mạch lực lượng, muốn phá vỡ phương thốn càn khôn. Mạnh mẽ thần thông oanh kích mà đi, lại phát hiện phương thốn càn khôn căn bản không nhúc nhích tí nào. Nhiều nhất liền là tạo nên một tầng gợn sóng. Này cũng hợp tình hợp lý. Phương thốn càn khôn mạnh yếu, là căn cứ lĩnh ngộ pháp tắc nhiều ít tới. Quân Tiêu Dao tại cảnh giới này lĩnh ngộ 400 đạo pháp tắc, có thể nói là hù chết người. Phương thốn càn khôn uy lực tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Trước đó, Cổ Nguyệt sở dĩ có thể chạy trốn, đó là bởi vì, Quân Tiêu Dao khi đó là tùy ý thi triển, cũng không nghiêm túc. Bổn thiếu chủ nói qua, đây là đóng cửa đánh chó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn sao? Quân Tiêu Dao giọng mang nghiền ngẫm. Không, ngươi không có thể giết ta, hôm nay chúng ta ba vị bạt tộc vương mạch thiên kiêu, như toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, sẽ nhắc lên không thể khống sóng gió lớn. Ta doanh câu nhất mạch, thậm chí toàn bộ bạt tộc, sẽ không từ bỏ ý đồ. Tân Hình ngữ khí run rẩy, chỉ có thể xé ra hổ, kéo dài cờ, chuyển ra bạt tộc cái này hậu trường. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lại là cười một tiếng. Ai, hài hước, không nghĩ tới bạt tộc vương mạch thiên kiêu, cũng có thể ngây thơ như thế. Nói hình như ta hôm nay không giết ngươi, các ngươi bạt tộc liền sẽ không xâm lấn giới hải một dạng. Quân Tiêu Dao, ngữ khí mang theo ý trào phúng. Vì cái gì mỗi địch nhân trước khi chết, đều muốn nói lời như vậy, kéo dài thời gian sao? Mà sau một khắc, Tân Hình đúng là xuất ra một khối huyết sắc phù triện bóp nát. Phụ vương, cứu ta. Tân Hình truyền âm nói. Ồ. Quân Tiêu Dao thấy thế, vẻ mặt không chút hoang mang, một trưởng che đậy mà đi.
không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tân Hình mặc dù toàn lực phản kháng, đều không phải là Quân Tiêu giao địch. Dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là Bạt tộc Vương Mạch Thiên Kiêu bên trong, số 1 số 2 tồn tại. Không phải, liền cùng hắn qua mấy chiêu tư cách đều không có. Mà liền tại Quân Tiêu giao đánh giết Tân Hình sau. Ầm ầm, toàn bộ Tam Thánh không gian, phảng phất đều đang run rẩy. Nếu như giờ phút này, theo Tam Thánh không gian nhìn ra ngoài, thì có khả năng thấy, tại thứ nguyên sâu trong tinh không, có một mảnh tựa như thâm uyên không gian thật lớn vết nứt, một đạo khí tức vô cùng trầm hồn thân ảnh, muốn vượt giới tới, khí tức băng diệt Vân Tiêu. Đó là phụ thân của Tân Hình, Bạt tộc Doanh Câu nhất mạch một vị nhị đại đại đế. Bạt tộc đẳng cấp cơ cấu, chính là nhất đế Tam Vương. Một đế tạm thời không đề cập tới. Tam Vương riêng phần mình đều diễn sinh ra được chính mình tộc duệ. Tướng thần nhất mạch, Doanh Câu nhất mạch, Hậu Khanh nhất mạch. Bạt tộc Tam Vương, Tướng thần, Thắng Câu, Hậu Khanh tam đại chí cường, liền là một đời. Mà bọn hắn thì diễn sinh ra nhị đại vương huyết Bạt tộc, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Mà nhị đại vương huyết Bạt tộc lại diễn sinh ra được ba đời hậu duệ. Cũng chính là Tân Hình, biện linh này chút vương mạch thiên kiêu. Cho nên nói, một vị Bạt tộc nhị đại đại đế muốn vượt giới tới, cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ. Vô nhân khu bên kia thủ quan người, bình thường chỉ nhìn chằm chằm Bạt tộc Tam Vương, để bọn hắn vô pháp vượt giới. Dù sao Bạt tộc Tam Vương như vượt giới, tạo thành lực phá hoại, đem không cách nào tưởng tượng. Mà nhị đại đại đế, mong muốn hoàn toàn trưởng khống hắn động tĩnh, liền rất không có khả năng. Mà liền tại vị này Bạt tộc đại đế, muốn vượt giới mà khi đến. Chú Lưu tại bên ngoài tam giáo cường giả, cũng là có cảm giác biết từng cái vẻ mặt biến hóa. Nhanh đi! Tam giáo cường giả cũng là trốn vào thứ nguyên trong tinh không. Nếu là này chút tam giáo tinh anh, đều bị vị kia Bạt tộc nhị đại đại đế tiêu diệt. Tổn thất kia, đem không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Quân Tiêu giao. Hắn như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tam giáo đều đảm đương không nổi trách nhiệm này, sẽ bị vấn trách. Mà giờ khắc này, tại đỉnh trung thế giới, tam thánh trong không gian. Bạt tộc lá gan có lớn như vậy, cũng dám vượt giới tới. Cảm giác được bên ngoài cái kia muốn kéo tới khí tức khủng bố, Quân Tiêu giao vẻ mặt bình đạm. Mà Bạt tộc bên này, hết thảy Bạt tộc sinh linh, đều là choáng váng, trống rỗng. Ba vị Bạt tộc vương mạch thiên kiêu, cứ như vậy tiện tay bị Quân Tiêu giao đập chết rồi, đây quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù bọn hắn không phải vương mạch thiên kiêu bên trong đứng đầu nhất, nhưng cũng không bị chết tùy tiện như vậy a. Mà tam giáo bên này, thì là có tiếng hoan hô truyền đến. Hết thảy tam giáo thiên kiêu, đều là nhảy nhót, mang theo vẻ kích động, nhận lấy cổ vũ. Ha ha, dĩ vãng Bạt tộc, đối mặt ta giới hải sinh linh, tựa như giết gà giết chó. Hiện tại, bọn hắn cũng nếm đến loại tư vị này. Không hổ là Vân Tiêu thiếu chủ, vĩnh viễn thần. Đừng nói là Tắc Hạ học cung thiên kiêu, dù cho tam thanh đạo môn cùng đại thiên tự tu sĩ, đều đối Quân Tiêu giao gấp đôi tôn sùng. Bạt tộc bên kia, có người mặt âm trầm sắc đạo. Bọn hắn còn không tính là ta Bạt tộc vương mạch thiên kiêu bên trong cường đại nhất, mặc dù lạc bại, cũng không thể đại biểu Vân Tiêu liền vô địch. Đúng, không sai, nếu như là mấy vị kia đỉnh tiêm vương huyết xuất quan, đem không có cái kia Vân Tiêu hung hăng càn quấy chỗ trống. Trấn yêu nhà bảo tàng. Mặc dù là nói như vậy, nhưng rõ ràng, đây là một loại tạm thời an ủi. Bất luận như thế nào, bọn hắn giết bảy vương điện bọn hắn, đại nhân đem phá giới tới, đem bọn hắn đều mai táng ở đây. Có Bạt tộc sinh linh, ngữ khí lãnh khốc nói. Quân Tiêu giao, không thèm để ý đám kia tạp ngư. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Vô Song bên kia. Hiện tại, hắn muốn làm, liền là đạt được đại diễn đạo đỉnh hạch tâm. Lời như vậy, có lẽ có thể tránh khỏi, tam giáo tinh anh bị cái kia vượt giới mà đến Bạt tộc nhị đại đại đế hủy diệt. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu giao trực tiếp là phóng tới đại diễn đạo đỉnh hạch tâm. Thấy Quân Tiêu giao động tác, Lý Vô Song vẻ mặt hơi ngưng lại. Bởi vì có Lý Thanh Hàn dây dưa, cho nên hắn vẫn luôn có chút bó tay bó chân. Dù sao hắn đã tổn thương đại tỷ Lý Phi Nghiên, không muốn lại tổn thương tam tỷ Lý Thanh Hàn. Nhưng nếu như lại để cho Quân Tiêu giao đoạt được đại diễn đạo đỉnh, vậy hắn sợ là liên tâm thái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tránh ra cho ta. Lý Vô Song thân hình chấn động, mạnh mẽ vô cùng khí tức tản ra, rõ ràng là tạo hóa thần tôn lực lượng. Chương 1958, Lý Vô Song tái chiến Quân Tiêu giao, Hoàng Thiên Chi Môn đối chúng Diệu Chi Môn lại bại. Tạo hóa thần tôn. Cảm giác được cỗ khí tức này, cho dù là Phạm Thanh Đăng, vẻ mặt đều là nhất biến. Nàng xem như đại thiên tự mạnh nhất thiên kiêu. Nhưng dù vậy, tu vi hiện tại cũng chỉ là vô thượng huyền tôn viên mãn, cách tạo hóa thần tôn còn cách một đoạn. Mặc dù Phạm Thanh Đăng cùng phá cấm cấp thiên kiêu cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, Lý Vô Song thân là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, đồng dạng có được phá cấm cấp thực lực. Cho nên cứ như vậy,
xem như triệt tiêu. Giờ phút này, thấy Quân Tiêu Dao muốn đoạt đến đại diễn đạo đỉnh hạch tâm, Lý Vô Song rốt cục không nữa giấu giốt. Oanh! Đấu thiên bí pháp thi triển mà ra, quét ngang bát phương. Trong nháy mắt, Phạm Thanh Đăng cùng Lý Thanh Hàn đều là thổ huyết bay ngược. Phạm Thanh Đăng thực lực so Lý Thanh Hàn hiếu thắng, tăng thêm có vô lậu Phật thai hộ thân, chỉ là bị một chút thương. Mà Lý Thanh Hàn thương thế, rõ ràng càng nặng, như bay ngược hồ điệp, rơi về phía nơi xa. Lý Vô Song hiện tại, cũng không đoái hoài tới Lý Thanh Hàn. Phóng tới Quân Tiêu Dao. Lần trước, tại cổ thần thế giới, địa tâm thế giới bên trong, hắn bại bởi Quân Tiêu Dao, thua một tay, trong lòng còn mang không cam lòng. Lần này, hắn muốn đoạt lại tới. Oanh! Tam giáo bản nguyên chi lực trực tiếp thôi động, Lý Vô Song quét ngang mà đi. Nghĩ đoạt được đại diễn đạo đỉnh, nằm mơ. Quân Tiêu Dao thấy thế, trở tay cũng là một trưởng oanh kích mà đi. Liền bản mệnh thần binh, đấu thiên thần kích đều bị ta cướp đi, ngươi thật giống như không có tư cách nói loại lời này. Quân Tiêu Dao cười một tiếng. Hai người chỉ trưởng va chạm. Như là kinh lôi nổ vang, hư không sinh điện, mênh mông kình khí gột rửa bát phương. Chỉ là dư ba cũng có thể chấn thương một chút thiên kiêu. Sau đó, hai người như chớp mắt lôi như lửa va chạm. Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân, như bạch y thần vương, chấn áp bát hoang. Mà Lý Vô Song, mặc dù mặt nạ áo bào đen che giấu thân hình, lại không giảm loại kia đấu thiên chiến địa cuồng ngạo khí. Không hổ là đấu thiên chiến hoàng. Thấy cảnh này, một chút tam giáo thiên kiêu trong lòng cảm thán nói. Mặc dù đấu thiên chiến hoàng là tam giáo tử địch, nhưng không thể không nói, thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tân hình chờ ba vị bạt tộc vương mạch thiên kiêu, đối mặt Quân Tiêu Dao, cơ hồ không có cái gì sức chống cự. Mà đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, lại có thể cùng Quân Tiêu Dao so chiêu. Hiện tại, có thể cùng Quân Tiêu Dao so chiêu, đều đã là một loại thực lực chứng minh. Nhưng bọn hắn tự nhiên không biết, Quân Tiêu Dao cũng không có nghiêm túc. Bởi vì hắn còn cần cầm Lý Vô Song tới cắt rau hẹ, tự nhiên không thể hiện tại liền chấn sát hắn. Vậy tương đương là nắm rau hẹ căn cho bới, được không bù mất. Đấu thiên chiến hoàng, ngươi một mực tự xưng là ngươi chiến hoàng huyền công, có thể phá giải tam giáo pháp môn. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Quân Tiêu Dao tiếng nói vừa ra, trên thân dâng lên trước nay chưa có hạo nhiên chi khí. Đồng thời, tại hắn chỗ ngực, phảng phất có ngàn tỷ sợi vầng sáng đang cuộn trào. Hạo quang lưu chuyển, khí tức thần thánh lại huyền diệu. Tu La Vũ Thần, hạo nhiên thánh tâm. Nhìn đến đây, các Hạ Học Cung tu sĩ, trong mắt đều là mang theo kính sợ hướng về chi sắc. Đây chính là đã từng thánh nho có được thăng hoa bản nguyên a. Quân Tiêu Dao thôi động hạo nhiên thánh tâm, hạo nhiên chi khí tuôn ra động thiên địa, bừng bừng mà lên. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tán thán rung động tầm mắt ở trong. Một tòa sáng chói cánh cửa vàng óng, đang địch đáng hạo nhiên chi khí bên trong, chậm rãi nổi lên. Cái kia một cánh cửa, mang theo thần thánh, nguy nga, thánh khiết, cương chính, siêu nhiên khí tức. Mặt ngoài khắc có vô số thánh đạo chữ viết, còn có tiên dân triều bái, giang sơn xã tắc các loại cầu án. Hoàng Thiên Chi Môn, là Hoàng Thiên Chi Môn. Thấy này tòa màu vàng kim thần thánh môn hộ, Tắc Hạ Học Cung một đám tu sĩ, đều là kích động lên, tâm tình khó mà ức chế. Cánh cửa này, chính là tam giáo thiên môn dị tượng bên trong nho giáo thiên môn, Hoàng Thiên Chi Môn. Mọi người đều biết. Tam giáo thiên môn dị tượng là tam giáo trung cực lớn một trong thủ đoạn. Cùng tam giáo tiên binh một dạng đều là biểu tượng tồn tại. Thủ đoạn này từng chấn áp qua rất nhiều lai lịch rất lớn nhân vật. Thậm chí, Ma Quân Trấn Phong ngã xuống cũng cùng tam giáo thiên môn dị tượng thoát không ra quan hệ. Có thể nghĩ, tam giáo thiên môn là cường đại dường nào thủ đoạn. Thế nhưng, bởi vì hắn quá mức mạnh mẽ, cho nên tự nhiên cũng không phải người nào đều có thể tu luyện ra được. Tam giáo bên trong đã quá lâu, không nhìn thấy thiên môn dị tượng hiện thế. Này có thể nói là lịch sử tính một màn. Bất quá mọi người cũng chú ý tới, này Hoàng Thiên Chi Môn, chính là đóng, cũng không có mở ra. Rõ ràng, này còn không phải Hoàng Thiên Chi Môn tối trung cực lực lượng hình dáng. Quân Tiêu Dao mặc dù tại Nho Môn trong tháp, lĩnh ngộ Hoàng Thiên Chi Môn tinh túy áo nghĩa. Nhưng cũng không thể, trực tiếp đem hắn phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng cho dù là đang đóng, trước mắt Hoàng Thiên Chi Môn chấn áp lực lượng. Cũng là không gì sánh kịp, khiến cho người kinh ngạc tán thán. Cái này là tam giáo thiên môn dị tượng chỗ cường đại. Cảm thụ được cái kia cỗ bàng bạc uy áp. Bên này bạt tộc sinh linh, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn có thể cảm giác được, Quân Tiêu Dao chiêu này Hoàng Thiên Chi Môn chấn áp xuống, đủ để đem ở đây bạt tộc toàn diện. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hừ, liền ngươi có sao? Lý Vô Song thấy thế, cũng là cây kim so với cọng dâu, mảy may không chịu nhường cho. Hắn đồng dạng thôi động tam giáo bản nguyên bên trong vạn đạo chi nguyên. Sau đó, hư không đạo tắc chảy rộng, như là chư thiên tinh quỹ quy tích vận hành.
Tại đây mênh mông đạo tắc bên trong, đồng dạng có một tòa vĩ ngạn thiên môn hiển hiện. Chung quanh đóa đóa đại đạo kim liên nở rộ, nâng đỡ môn này, càng có một loại siêu nhiên đạo ẩn. Sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, chúng sinh vạn linh, vô số huyền diệu hư ảnh, tại thiên môn chung quanh hiển hiện, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đúng thế, chúng diệu chi môn. Tam thanh đạo môn bên này, có tu sĩ rung động. Chúng diệu chi môn. Lý Thanh Hàn gian nan đứng dậy, kiệt lực điều tức trong cơ thể thương thế. Nàng vẻ mặt băng ngưng, không nghĩ tới đấu thiên chiến hoàng vậy mà lĩnh ngộ bọn họ nói môn thiên môn dị tượng. Thế nào, Vân Tiêu, ngươi cho rằng trong thiên hạ, chỉ có ngươi một cái yêu nghiệt sao? Lý Vô Song, lưng tựa chúng diệu chi môn, lạnh lùng cười một tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ đều không có từng nói như vậy, bất quá là đại gia công nhận mà thôi. Thế nhưng, ngươi lĩnh ngộ chúng diệu chi môn lại có thể thế nào? Quân Tiêu Dao ngữ khí đạm định vô cùng. Lý Vô Song có thể lĩnh ngộ chúng diệu chi môn, Quân Tiêu Dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn tốt xấu là đấu thiên chiến hoàng chuyển thế, thiên phú bày ở nơi này. Nếu như ngay cả chúng diệu chi môn đều không thể lĩnh ngộ, cái kia cũng không tránh khỏi quá kéo xuống đấu thiên chiến hoàng cấp bậc. Đấu thiên chiến hoàng, mặc dù không thể so ma quân cùng tam giáo sáng tạo người cấp bậc kia, nhưng cũng không phải cái gì hàng lởm. Xem ra ngươi đối với mình là cực có tự tin. Lý Vô Song trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn trực tiếp ra tay rồi, dùng chúng diệu chi môn chấn áp tới, bàng bạc đạo ẩn bao phủ thiên địa. Quân Tiêu Dao thì lại lấy hoàng thiên chi môn hoành ép mà đi, chính khí chấn động, cổ động càn khôn. Này loại bàng bạc va chạm, gợn sóng kinh người. Hai lớn thiên môn dị tượng va chạm, đây là cơ hồ chưa bao giờ có. Mặc dù cũng chỉ là khép kín môn hộ, nhưng uy lực đã làm người sợ hãi than. Mà liền tại như vậy cực hạn va chạm ở trong. Một đạo thân ảnh bay tứ tung mà ra, thân thể chấn động, có chút chật vật, chính là Lý Vô Song. Như thế nào? Lý Vô Song vô pháp tin, hắn vậy mà lại bại. Chương 1959, Lý Vô Song liên tục ăn quả đắng, luyện hóa hạch tâm, chí cường giả đại chiến. Bởi vì cái gọi là quá tam ba bận. Theo hắn đụng phải Quân Tiêu Dao bắt đầu. Tại huyền hoàng vũ trụ bên trong, hắn lần thứ nhất ăn quả đắng. Tại cổ thần thế giới, địa tâm trong thế giới, lần thứ hai ăn quả đắng. Mà bây giờ, hắn lần thứ ba ăn quả đắng. Ai có thể nói cho hắn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà Quân Tiêu Dao, một bộ áo trắng nhẹ nhàng, lưng tựa hoàng thiên chi môn. Tựa như một tôn bất thế thần chỉ. Hắn gợn sóng cười một tiếng, mang theo khinh miệt chi ý nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ chúng diệu chi môn, không thẹn với ngươi thân phận của đấu thiên chiến hoàng. Nhưng, ngươi phải biết, ngươi mặc dù người mang tam giáo bản nguyên, nhưng ngươi đạo môn bản nguyên, chẳng qua là vạn đạo chi nguyên. Mà ta hạo nhiên thánh tâm, lại là thăng hoa sau bản nguyên. Ngươi cảm thấy, dùng vạn đạo chi nguyên thúc giục thiên môn dị tượng, có thể cùng ta thăng hoa sau hoàng thiên chi môn dị tượng so sánh sao? Nếu như nói, Quân Tiêu Dao người mang, là hạo nhiên chi tâm. Cái kia có lẽ Lý Vô Song, còn có thể thiên môn dị tượng phương diện, cùng Quân Tiêu Dao đấu một trận. Nhưng vấn đề là, hắn chẳng qua là vạn đạo chi nguyên, cũng không phải là thăng hoa sau vạn đạo chân nguyên. Quân Tiêu Dao lại là thăng hoa hạo nhiên thánh tâm. Khoảng cách ngay ở chỗ này. Chớ nói chi là, Quân Tiêu Dao trước đó thường xuyên dùng nhau môn tiên binh, thiên trương thánh quyển tu luyện. Đối nhau một trong nói, lý giải đã là đạt đến cực sâu mức độ. Lý Vô Song mặc dù cũng không kém, nhưng hắn dù sao cũng là tam giáo đồng tu, tinh lực chia làm ba phần, tự nhiên không có khả năng giống Quân Tiêu Dao dạng này, lĩnh ngộ sâu sắc như vậy. Bởi vậy bại trận, cũng là chuyện đương nhiên. Đáng chết! Lý Vô Song vô pháp phản bác. Kỳ thật hắn đối tam giáo nghiên cứu lĩnh ngộ, đã cực sâu. Bằng không thì cũng không có khả năng sáng tạo ra chiến hoàng huyền công này, loại đặc biệt nhằm vào tam giáo thần thông công pháp. Nhưng vấn đề là, Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ, so với hắn còn muốn khắc sâu. Cái này khó làm. Quả nhiên, hắn tương lai chẳng lẽ lại là cái thứ hai đạo hoàng. Lý Vô Song ánh mắt trầm lãnh. Hắn phát hiện, Quân Tiêu Dao cùng cái kia đạo hoàng, đúng là tương tự như vậy. Đều có yêu nghiệt thực lực, mà lại có thể tại riêng phần mình trên đường, nghiên cứu cực sâu, thậm chí có khả năng không nhận chiến hoàng huyền công ảnh hưởng. Nếu như Quân Tiêu Dao thật trở thành cái thứ hai đạo hoàng, cái kia Lý Vô Song tương lai làm sao làm, chẳng lẽ muốn đối mặt hai cái đạo hoàng. Ngay tại Lý Vô Song tâm tình xoắn suýt lúc, Quân Tiêu Dao lại lần nữa nhắc trưởng, một phương bàn cờ, tại hắn trong lòng bàn tay chìm nổi. Là cái kia một thức trói buộc thần thông. Lý Vô Song nhãn mang lóe lên. Mới vừa Quân Tiêu Dao bằng vào chiêu này, đóng cửa đánh chó, giết bạt tộc ba vị vương mạch thiên kiêu. Lý Vô Song cũng không muốn tùy tiện bị này thần thông vây khốn. Lại nói, như là tiếp tục chỉ hoãn xuống. Hắn như thân phận bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Mà lại Lý Thanh Hàn còn ở chỗ này. Hắn cũng có chỗ cố kỵ, cho nên muốn nghĩ,
Lý Vô Song cuối cùng vẫn là gắt gao cắn chặt hàm răng, thoát ra tức lui. Muốn đi, Quân Tiêu Dao cố ý oanh ra một chưởng, kỳ thật liền là nhường. Hắn cũng không muốn hiện tại liền đem Lý Vô Song thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cái kia không có chút nào ý nghĩa. Lý Vô Song như một đạo quang hồng, độn không mà đi. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao gợn sóng lắc đầu. Hắn ngược lại, đem Hoàng Thiên Chi Môn, chấn áp hướng đám kia bạt tộc sinh linh. Rất nhanh, đám kia bạt tộc sinh linh, cũng là từng cái bị nghiền chết, như đạp giống như con kiến tùy tiện. Vân Tiêu thiếu chủ uy vũ. Tam giáo mọi người hoan hô lên. Sự tình có thể vẫn chưa xong. Quân Tiêu Dao trực tiếp rơi vào cái kia đỉnh nhỏ màu vàng óng trước, đem hắn bắt lấy. Sau đó, Quân Tiêu Dao đem đỉnh nhỏ màu vàng óng, dung nhập trong cơ thể của mình. Này đỉnh nhỏ màu vàng óng, cũng không phải là thực thể, mà là đại diễn đạo đỉnh khống chế trung tâm, hạch tâm đầu nguồn. Nhìn đến đây, ở đây thiên kiêu, không ai ngăn cản. Quân Tiêu Dao dùng sức một mình, thay đổi thế cục. Hắn tự nhiên cũng nên đạt được này lớn nhất cơ duyên. Mà theo đỉnh nhỏ màu vàng óng bị luyện hóa, Quân Tiêu Dao trong lòng, bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác. Phảng phất này tam thánh không gian, thậm chí toàn bộ đại diễn đạo đỉnh, sinh ra một loại cộng minh. Loại cảm giác này, liền như là, hắn tại huyền hoàng vũ trụ lúc như vậy. Dần dần đối huyền hoàng vũ trụ có một loại trưởng khống cảm giác. Mà trong cùng một lúc, thứ nguyên tinh không, một đạo bàng bạc hắc ảnh, vượt ngang hư không tới, khiến cho nơi này run rẩy, tinh thần như là mưa thiên thạch đập xuống mà xuống. Đó là một đạo nguy nga ma ảnh, khí thế khủng bố, hoang vô lực lượng tràn ngập thiên địa. Dám giết bản đế dòng dõi, ngươi đều không có đường sống. Vị này bạt tộc nhị đại vương huyết, chính là phụ thân của Tân Hình, danh hiệu Nguyên Nhung. Thực lực tại bạt tộc nhị đại đại đế bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng không tầm thường. Giờ phút này, Nguyên Nhung lấy tay ở giữa, đối thứ nguyên sâu trong tinh không đại diễn đạo đỉnh vô bắt mà đi. Đại diễn đạo đỉnh, bàng bạc vô cùng, tại thứ nguyên sâu trong tinh không. Miệng đỉnh tựa như một mảnh cổ tinh vực. Có thể nói, đây cũng không phải là có thể bị tùy tiện lấy đi đồ vật, bằng không thì cũng sẽ không một mực tồn tại ở nơi này. Nhưng giờ phút này, Nguyên Nhung lấy tay mà ra, kinh khủng pháp tắc xen lẫn thành một mực che khuất bầu trời ma trưởng. Muốn đem toàn bộ đại diễn đạo đỉnh cướp đi, đến vào trong đó tam giáo tinh anh, tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên Nhung, ngươi cũng dám đường hoàng dùng chân thân buông xuống giới hải. Lúc này, một đám tam giáo cường giả cũng là đi mà đến rồi. Đại diễn đạo đỉnh bên trong, đều là tam giáo tinh anh, tuyệt không có thể xảy ra chuyện gì. Tam giáo bên trong, có chuẩn đế cường giả ra tay, muốn ngăn cản Nguyên Nhung. Nhưng mà, Nguyên Nhung tay kia hoành kích mà ra, đơn giản rách nát chư thiên. Cái kia cỗ hoang vô lực lượng tràn ngập, liền tinh thần đều muốn khô kiệt, mất đi vầng sáng, rơi xuống phía dưới. Này còn không phải bạt tộc Tam Vương, vẻn vẹn chẳng qua là một vị bạt tộc nhị đại đại đế mà thôi, liền có uy thế như thế. Có thể nghĩ, bạt tộc là nhất mạch sao mà đáng sợ hắc họa bộ tộc. Nhất kích mà qua, tam giáo chuẩn đế cường giả đều là liên tục lùi bước, ho ra máu tươi. Mà đúng lúc này, một đạo mang theo lãnh ý mị âm bỗng nhiên vang lên. Nguyên Nhung, thật cho là chúng ta tam giáo, một điểm phòng bị đều không có sao. Theo tiếng nói truyền ra, một vị thân mang màu xanh sườn xám, cầm trong tay quạt tròn, núng nịu mỹ phụ nhân, hiện thân hư không bên trong. Chính là Tắc Hạ Học Cung Yến Phu Tử, Yến Thanh Hoa. Một bên khác hư không, có một vị cầm trong tay phất trần đạo bào nam tử trung niên hiện thân, đồng dạng mang theo đế uy. Còn có một vị thân mang màu vàng kim áo cà sa lão giả xuất hiện, sau đầu Phật vòng bao phủ, Phật vận khoan thai. Các ngươi nguyên lai sớm có kế hoạch. Nguyên Nhung vẻ mặt trầm lãnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Yến Thanh Hoa chở ba vị tam giáo chí cường giả, trực tiếp ra tay, vây công Nguyên Nhung. Giới hải cùng hắc họa bộ tộc ở giữa, nhưng không có cái gọi là công bằng có thể nói. Giết một cái kiếm một cái, một đánh một công bằng quyết đấu cái gì, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Mà đúng lúc này, một đầu bàn tay ma quỷ bỗng nhiên phá không tới, gia nhập chiến trường. Đó là một tôn cao lớn ma ảnh, trên mặt mang theo làm bằng sắt mặt nạ, một đôi tối om đôi mắt như là thâm uyên làm người chấn động cả hồn phách. Ma thần tướng, ngươi lại còn dám xuất hiện. Tam thanh đạo môn cầm trong tay phất trần đạo bào nam tử quát. Này tôn xuất hiện ma ảnh, rõ ràng là trước đó bị giam giữ tại tam giáo tù giới địa lao, sau đó bị sở phi phàm thiết kế thả ra ma thần tướng. Hừ, các ngươi tam giáo cho nổi thống khổ của ta có thể là vẫn luôn nhớ kỹ. Ma thần tướng cũng gia nhập chiến cuộc. Cục diện nhất thời hỗn loạn. Một phe là tam giáo chí cường giả. Một phe là bạt tộc nhị đại đại đế, cùng mặt nhật thần giáo ma thần tướng. Chỉ sợ trước khi tới đây, người nào cũng không nghĩ đến. Một lần tam giáo lịch luyện, vậy mà lại dẫn nổ các phương chí cường giả đại chiến. Mà liền tại chiến cuộc hừng hực khí thế lúc. Đại diễn đạo đỉnh bên trong, cái kia luyện hóa đỉnh nhỏ màu vàng óng Quân Tiêu Dao,
trong mắt có một loại nào đó minh ngộ. Chương 1960, trưởng khống đại diễn đạo đỉnh, tam giáo sáng tạo người lạc ấn, chấn sát Nguyên Nhung cùng ma thần tướng. Thời khắc này Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn đem đỉnh nhỏ màu vàng óng luyện hóa. Hắn chẳng khác gì là nắm trong tay toàn bộ đại diễn đạo đỉnh hạch tâm. Quân Tiêu Dao cảm thấy, chính mình ý chí, phảng phất có khả năng lan tràn đến đại diễn đạo đỉnh mỗi một chỗ. Cái này đích xác là một kiện cực cổ cổ khí, đối với lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo, rất có ích lợi. Cũng tuyệt đối là phụ trợ Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ 3000 pháp tắc lợi khí. Đợi ngày sau không cần dùng, còn có khả năng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hoàn mỹ tương dung. Đây đối với Quân Tiêu Dao tới nói, là một cái cực kỳ có ích đại cơ duyên. Nhưng trước mắt, trọng yếu nhất cũng không là những thứ này, mà là Quân Tiêu Dao trong mắt, khác thường quang thiểm nhấp nháy. Hắn không nghĩ tới, tam giáo sáng tạo người, vậy mà tại đại diễn đạo đỉnh bên trong, còn để lại thủ đoạn. Là vì phòng ngừa đại diễn đạo đỉnh bị quân địch cướp đi à? Quân Tiêu Dao khóe môi câu lên một vệt gợn sóng ý cười. Sau một khắc, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng hư không, thôi động lực lượng pháp tắc. Cả tòa đại diễn đạo đỉnh, bắt đầu rung động, vô số thần hoa trói lọi, phù văn trải rộng thiên địa. Đây là có chuyện gì? Ở đây tam giáo thiên kiêu, đều là nghi hoặc không hiểu. Trước mắt tình huống mối nguy, bọn hắn cũng không biết Quân Tiêu Dao rốt cuộc muốn làm dùng thủ đoạn gì. Mà giờ khắc này, nếu như theo bên ngoài nhìn tới, liền sẽ thấy, cả tòa to lớn vô cùng đại diễn đạo đỉnh, đều đang run rẩy. Miệng đỉnh vốn là tối om, nhưng bây giờ, lại có ngàn tỷ pháp tắc vầng sáng phun trào, như cùng một cái kỳ quái vòng xoáy. Sau đó, vạn trượng thần mang dâng lên. Trong đó hỗn tạp lấy hạo quang, Phật quang, đạo quang. Mà tại thứ nguyên sâu trong tinh không, cuồn cuộn đại chiến đang ở bùng nổ. Yến Thanh Hoa chở ba vị tam giáo chí cường giả, tại cùng bạt tộc Nguyên Nhung đại đế, cùng mặt nhật thần giáo ma thần tướng đánh nhau. Loại kia chiến đấu gợn sóng, chấn vỡ tinh vân, điên đảo càn khôn. Mặc dù tam giáo bên này, chiếm cứ nhân số ưu thế. Nhưng cùng cấp bậc dưới, bạt tộc sức chiến đấu, nguyên bản liền muốn mạnh một chút. Tăng thêm còn có một cái thực lực khó lường ma thần tướng. Cho nên chiến cuộc lâm vào giằng co. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, giữa thiên địa có đạo âm nổ vang, có quang hoa vạn trượng, đếm không hết trật tự thần liên, theo sâu trong hư không bắn mạnh tới, tại trong hư không xen lẫn, ngưng tụ thành một tòa lồng giam, phảng phất muốn phong tỏa hết thảy. Cái gì? Nguyên Nhung cùng ma thần tướng hai người, vẻ mặt đều là nhất biến. Bọn hắn ánh mắt nhìn, cái kia bắn ra vô số trật tự thần liên địa phương, chính là nguồn gốc từ đại diễn đạo đỉnh miệng đỉnh. Đạo tắc xen lẫn, thiên địa phù văn trải rộng, cấu xây xong một tòa kiên cố nhất lồng giam. Nhưng kinh khủng nhất cũng không phải là như thế, mà là tại vùng hư không này phía trên. Mơ hồ trong đó, phảng phất nổi lên ba tòa to lớn thân ảnh, ngồi xếp bằng hư không bên trong, như là ba tôn hàng thế thần chỉ. Là tam giáo sáng tạo người, chính là Yến Thanh Hoa chờ tam giáo chí cường giả, trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc. Tiểu gia hỏa kia, đã trưởng khống đại diễn đạo đỉnh sao, thật đúng là không sẽ khiến người ta thất vọng đây. Yến Thanh Hoa thấy cảnh này, đáy lòng cười một tiếng. Cái gì, tam giáo sáng tạo người? Không, cũng không phải là thật, chẳng qua là lạc ấn mà thôi. Nguyên Nhung cùng ma thần tướng đầu tiên là giật mình, sau đó chấn định lại. Mọi người đều biết, tam giáo sáng tạo người bên trong hai vị, sớm đã ngã xuống. Trừ phi là đạo hoàng tự mình đến đây, có lẽ còn có thể làm bọn hắn run rẩy. Nhưng trước mắt, này hiện ra ba đạo thân ảnh, bất quá là đại diễn đạo đỉnh bên trong lưu lại ba đạo lạc ấn mà thôi. Tại Quân Tiêu Dao nắm trong tay đại diễn đạo đỉnh về sau, liền đem hắn kích hoạt, đồng thời tạo thành trói buộc lồng giam. Mặc dù chỉ là ba đạo lạc ấn, nhưng này ba đạo thân ảnh khí tức, cũng là khủng bố mà cuồn cuộn, kinh người tới cực điểm. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn chân thân sẽ có sao mà khủng bố. Lần này, hơi rắc rối rồi. Nguyên Nhung cùng ma thần tướng, vẻ mặt đều là hiện ra âm trầm. Mặc dù chỉ là ba đạo lạc ấn, nhưng đừng quên, còn có Yến Thanh Hoa bọn người ở tại này. Cả tòa lồng giam, càng là có một loại mạnh mẽ sức áp chế, khiến cho người thấy nghẹt thở. Liền đại đế đều thừa nhận cực mạnh áp bách. Các ngươi vậy mà thi triển loại thủ đoạn này, không cảm thấy ti tiện sao? Nguyên Nhung ngữ khí lạnh khốc. Ti tiện. Loại lời này theo người bạt tộc miệng bên trong nói ra, làm sao cảm giác như vậy châm chọc? Yến Thanh Hoa trào phúng cười một tiếng. Luận ti tiện, luận tàn khốc, bọn hắn bạt tộc cùng mặt nhật thần giáo mới là chính thống A. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, tiêu diệt bọn hắn là đủ. Cầm trong tay phất trần đạo bào nam tử nói. Càn rỡ, đế không thể nhục. Như thế thủ đoạn, liền muốn vây khốn ta chờ. Nguyên Nhung cùng ma thần tướng, đều là quát lạnh. Đồng thời mang theo băng lãnh cùng phẫn nộ. Nghĩ không ra tam giáo sẽ kích hoạt loại thủ đoạn này, xem như tính sai. Nhưng kỳ thật, bọn hắn cũng không biết.
cái này cùng Yến Thanh Hoa đám người thật không quan hệ. Bất quá là Quân Tiêu Dao nắm trong tay đại diễn đạo đỉnh sau mới phát giác đến. Cảm thấy có khả năng nhờ vào đó, đem Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng triệt để lưu lại. Sẽ luôn để cho Bạt tộc cùng Mạt Nhật thần giáo thịt đau một phiên. Giết! Các ngươi đem trả giá bằng máu. Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng ra tay, ngậm lấy Thao Thiên phẫn nộ. Lần này, bọn hắn có thể là hoàn toàn thông suốt tận toàn lực, không có chút nào giữ lại. Bởi vì bọn hắn mặc dù mặt ngoài nói ngoan thoại, nhưng trong lòng rõ ràng. Tình huống là thật không ổn. Này tòa trật tự thần liên xây dựng lồng giam, tăng thêm tam giáo sáng tạo người lạc ấn, nói không chừng thật có thể đem bọn hắn lưu tại nơi này. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Ma thần tướng ra tay, cuồn cuộn hắc thủy phun trào. Đó là một loại đại thuật, dùng hoàng tuyền chi thủy tế luyện mà thành, cọ rửa mà qua, liền nhật nguyệt tinh thần cũng có thể ăn mòn, hóa thành hắc thủy. Nguyên Nhung đại đế cũng là ra tay rồi, khói đen cuồn cuộn, phảng phất lệnh hư không đều sụp đổ. Hoang vô lực lượng giống là có thể ăn mòn toàn bộ vũ trụ, khiến cho thiên địa đều muốn sụp đổ. Đại đế không để lối thoát toàn lực ra tay, cảnh tượng sao mà kinh người. Thế nhưng, này chút kinh khủng chiến đấu gợn sóng, đều bị trói buộc tại trật tự lồng giam bị, cũng không có chảy xuống. Bằng không, sợ là toàn bộ thứ nguyên tinh không, đều lại nhận chấn động mạnh, thủng trăm ngàn lỗ. Mà Yến Thanh Hoa chờ tam giáo chí cường giả, thủ đoạn cũng là không thua bao nhiêu. Nho đạo thánh kinh bao phủ thiên địa. Đạo tắc xen lẫn trải rộng hư không, Phật quang sáng chói chiếu rọi vũ trụ. Đây là kinh người va chạm. Là này một thời đại, tam giáo cùng Bạt tộc, Mạt Nhật thần giáo chí cường giả lần đầu va chạm. Ầm ầm, cái kia trật tự trong lồng giam, ánh chớp chớp động, phảng phất liền hỗn độn khí đều bị đánh tới. Bởi vì trật tự lồng giam chấn áp, Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng hai người, nhận lấy cực lớn áp chế. Thân hình cũng là đạp đạp lui lại. Nhưng càng làm bọn hắn hơn cảm thấy không lành chính là cái kia xếp bằng ở trong hư không tam giáo sáng tạo người lạc ấn hư ảnh, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trước nay chưa có chấn áp lực lượng bao phủ mà xuống, đổ xuống huyền hoàng. Không ổn. Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng, vẻ mặt đột biến. Bọn hắn còn đánh giá thấp tam giáo sáng tạo người lạc ấn. Phốc phốc. Hai người bay tứ tung mà ra, bị kích thương. Ma thần tướng, máu tươi chảy ngang, giọt giọt máu tươi phẳng phất đập sập vũ trụ. Nguyên Nhung đại đế, đồng dạng thân thể chấn động. Liền Bạt tộc thân thể cường hãn, đều khó mà chống cự này cỗ lực lượng kinh khủng. Một màn này, cùng Quân Tiêu Dao trước đó, dùng phương thốn càn khôn, trói buộc Bạt tộc ba vị vương mạch thiên kiêu, đơn giản không có sai biệt. Đều là đóng cửa đánh chó. Mà kết quả, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Tam giáo sáng tạo người lưu lại lạc ấn, tăng thêm Yến Thanh Hoa chở ba vị trí cường giả, lại thêm trật tự lồng giam phong cấm chấn áp lực lượng. Dù cho Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng mạnh hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận. Cuối cùng, cái kia trật tự nhà tù trong lồng, truyền đến kinh thiên nộ hống thanh âm. Mang theo phẫn nộ, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đồng thời có đế vẫn hình ảnh hiển hiện trong vũ trụ sao trời, huyết vũ rơi chậm chậm. Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng, bị chém giết trong đó. Chương 1962, đi tới Già Lam vũ trụ, Phật môn trưởng lệnh giả, Phạm Thanh Đăng. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, vốn là một trận thuộc về tam giáo thí luyện. Cuối cùng, đã thấy chứng đến loại cấp bậc này đại chiến. Càng là chứng kiến hai vị đại địch ngã xuống. Mà chuyện nơi đây, chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh truyền đi. Đến lúc đó, đem sẽ khiến không nhỏ oanh động. Càng quan trọng hơn là, Bạt tộc cùng Mạt Nhật thần giáo, có thể hay không bởi vì hai vị đại đế ngã xuống, mà có động tĩnh. Mạt Nhật thần giáo thì cũng thôi đi, nội bộ phe phái thế lực rắc rối phức tạp, nói không chừng còn sẽ không bởi vì một cái ma thần tướng, liền làm to chuyện. Nhưng Bạt tộc nhưng khác biệt. Bạt tộc mặc dù có tam vương phe phái, nhưng tổng thể tới nói vẫn tính đoàn kết, không giống Mạt Nhật thần giáo như vậy lục đục với nhau. Chư vị, Nguyên Nhung vẫn diệt, ta nghĩ Bạt tộc hẳn là sẽ không một điểm biểu thị đều không có. Về sau, sợ là vô nhân khu bên kia, sẽ có động tĩnh gì, ta tam giáo cần để chuẩn bị sớm. Tam thanh đạo môn vị kia cầm trong tay phất trần đạo bào nam tử, ngữ khí mang theo nghiêm túc nói. Không sai, về sau vẫn là cần tu chỉnh một phiên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yến Thanh Hoa cũng là khẽ gật đầu. Tam giáo chuẩn bị riêng phần mình quay lại, để phòng bị tiếp xuống khả năng xuất hiện động tĩnh. Vân Tiêu thiếu chủ, về sau gặp lại. Phạm Thanh đang nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mỉm cười. Quân Tiêu Dao cũng là gật đầu cười một tiếng. À, vị kia Phật nữ là ai? Làm sao trước đó chưa thấy qua? Ta nghe nói nàng là Phật môn ẩn giấu thiên kiêu, thực lực so vô tâm Phật tử còn mạnh hơn. Chậc chậc, chẳng lẽ liền Phật nữ đều chạy không thoát Vân Tiêu thiếu chủ mị lực? Cái kia như thường, nếu như ta là Nico, gặp Vân Tiêu thiếu chủ cũng phải hoàn tục a. Về sau, tam giáo mọi người, chính là rời đi thứ nguyên tinh không?
mà ở trong đó phát sinh sự tình, cũng là chuyển ra ngoài. Tại giới hải bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao Nguyên Nhung đại đế, có thể nói là ở kiếp này, ngã xuống vị thứ nhất bạt tộc đại đế cấp nhân vật, có ý nghĩa tượng trưng. Đương nhiên, bị đàm luận nhiều nhất vẫn là Quân Tiêu Dao. Dù sao, là một vị Quân Tiêu Dao thúc giục đại diễn đạo đỉnh phong cấm lực lượng, mới có thể đem Nguyên Nhung đại đế cùng ma thần tướng cưỡng ép lưu lại. Cho nên, chuyện này, lại cho Quân Tiêu Dao cái kia rực rỡ thanh danh, tăng thêm chói mắt quầng sáng. Mà ở vào thảo luận hạch tâm Quân Tiêu Dao, lại không có hoàn toàn để ý tới ngoại giới nghị luận. Tại trở lại Tắc Hạ học cung sau, Quân Tiêu Dao chính là trực tiếp tại thánh cảnh trong không gian trong đường ngắn ngủi bế quan. Một phương diện, thông qua Thiên Trương Thánh Quyển tu luyện, củng cố Nho Môn dị tượng, Hoàng Thiên Chi Môn. Mà lại, Quân Tiêu Dao mặc dù tu luyện ra Nho Giáo Thiên Môn dị tượng, nhưng đừng quên, này Hoàng Thiên Chi Môn là nhắm, cũng không mở ra. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao chẳng qua là sơ bộ lĩnh ngộ Hoàng Thiên Chi Môn, cũng không có triệt để phát huy hắn uy lực lớn nhất. Bất quá dù vậy, trước mắt Hoàng Thiên Chi Môn uy lực cũng là nhường Quân Tiêu Dao tương đối hài lòng. Đặc biệt là đối với Hắc Họa bộ tộc, hẳn là còn có lực sát thương gia trì. Ngoại trừ cái này, mặt khác chính là đại diễn đạo đỉnh. Quân Tiêu Dao cũng là thử dùng đại diễn đạo đỉnh ngộ đạo tu luyện. Kết quả thật là không tệ. Tại ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, Quân Tiêu Dao lại lĩnh ngộ ra 10 đạo pháp tắc. Phải biết, lúc này mới bao lâu thời gian. Đối tốc độ này, Quân Tiêu Dao vẫn tính hài lòng. Bất quá hắn cũng biết, này là bởi vì chính mình sơ bộ dùng đại diễn đạo đỉnh ngộ đạo, sở dĩ phải rất nhanh. Về sau, hẳn là sẽ xu thế chậm. Nhưng dù vậy, cũng so với trước chính mình đơn độc lĩnh ngộ, phải nhanh nhiều lắm. Kế tiếp một đoạn thời gian ngắn bên trong, Quân Tiêu Dao cũng là một mực tại bế quan. Mà cũng không lâu lắm. Đại Thiên Tự bên kia, bỗng nhiên có tăng nhân đến đây, mời Quân Tiêu Dao. Nguyên nhân là bởi vì, Đại Thiên Tự đem tổ chức nghi thức, đẩy ra mới Phật môn trưởng lệnh giả. Mà ứng cử viên, chính là Phạm Thanh Đăng. Đối với cái này, Quân Tiêu Dao không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn trong lòng, trước đó một mực có một ý tưởng cùng kế hoạch. Lần này, hắn cảm thấy hẳn là có khả năng thử một chút. Không do dự, Quân Tiêu Dao đáp ứng. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao liền đi đến Đại Thiên Tự. Đại Thiên Tự chỗ trên mặt đất, ở vào một chỗ tên là Gia Lam Vũ Trụ địa phương. Tiến vào Gia Lam Vũ Trụ về sau, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, loại kia tràn ngập giữa thiên địa Phật tính. Tại Gia Lam Vũ Trụ ở lại sinh linh, bất luận là loại nào tộc, trên thân đều phẳng phất mang theo một cỗ Phật tính, có loại không tranh quyền thế xuất trần khí độ. Thậm chí, cho dù là một chút, tại thế giới khác vũ trụ, vô cùng hung tàn chủng tộc. Tại Gia Lam Vũ Trụ bên trong, cũng là lộ ra an lành vô cùng. Như thế nhường Quân Tiêu Dao có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù như thế, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không hy vọng đợi tại dạng này một cái an lành thế giới bên trong. Theo Quân Tiêu Dao, vạn loại mù sương cạnh tự do. Cạnh tranh mới là chúng sinh vạn linh tiến hóa giọng chính. Đối với Phật, Quân Tiêu Dao không gạt bỏ, nhưng cũng không nhiều ưa thích. Trước kia Cửu Thiên Tiên Vực những cái kia Phật môn tổ chức, cũng không cho Quân Tiêu Dao lưu lại thật tốt ấn tượng. Tỷ như Tiểu Tây Thiên Pháp Hải, Ngọc Phật Tử đám người, nào có nửa điểm Phật giáo xuất trần. Ngay tại Quân Tiêu Dao trong lòng nghĩ sự tình lúc, phía trước, một khỏa Phật quang phổ chiếu cổ tinh, đập vào mi mắt. Chính là Phật môn Thánh Địa, Đại Thiên Tự Trung ương chủ tinh. Phóng nhãn nhìn lại, một tòa tòa màu vàng kim chủ miếu, cung khuyết, sắp hàng trong đó. Hương hỏa cường thịnh, còn có vô số tín đồ ở chung quanh triều bái. Quân Tiêu Dao thậm chí có thể cảm giác được, tại cái kia Đại Thiên Tự chỗ sâu, có hạo đáng tín ngưỡng lực đang sôi trào. Phật môn là am hiểu nhất thu thập tín ngưỡng lực. Điểm này, thậm chí liền trước đó Cổ Lan Thánh Giáo cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có được vận mệnh của mình thần giáo. Mặc dù tại giới hải, tạm thời còn không có sáng lập, thế nhưng Hoắc Phong đám người đã đang cật lực thay Quân Tiêu Dao truyền giáo. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được, hư không bên trong, thời thời khắc khắc, đều có lốm đốm lấm tấm tín ngưỡng lực, hội tụ hướng vào phía trong vũ trụ tín ngưỡng chi hải bên trong. Nếu như có thể đem Đại Thiên Tự tín ngưỡng lực toàn bộ đạt được, chắc hẳn thần linh pháp thân tốc độ khôi phục cũng sẽ nhanh một đoạn dài đi. Quân Tiêu Dao không hiểu nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bây giờ tam giáo cần đoàn kết, hắn còn không đến mức, vì một chút tín ngưỡng lực, liền cùng Đại Thiên Tự sinh ra mâu thuẫn. Rất nhanh, Đại Thiên trong chùa, liền có đức cao vọng trọng tăng nhân, trước tới đón đưa Quân Tiêu Dao. Mà nghi thức cũng là rất nhanh bắt đầu. Phạm Thanh Đăng thân mang một bộ tuyết trắng vô trần Phật y, mặt trái dưa, xương cốt óng ánh, giống như là ngất lấy lưu ly bảy màu Phật quang. Cả người siêu nhiên lại thánh khiết, không nhiễm bụi trần. Mặc dù nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng để cho người ta nhìn một cái, lại cũng không sinh ra mảy may khinh nhờn chi ý. Phảng phất có thể tịnh hóa tâm linh của người ta.
thấy ngồi tại chỗ khách quý ngồi Quân Tiêu Dao, Phạm Thanh Đăng mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Quân Tiêu Dao cũng là hồi trở lại dùng cười một tiếng. Rất nhanh, nghi thức bắt đầu. Một vị thân mang màu vàng kim áo cà sa lão giả hiện thân, sau đầu Phật vòng chuyển động. Chính là trước đó tại Thứ Nguyên Tinh Không, cùng Yến Thanh Hoa đồng loạt ra tay Phật môn lão giả. Hắn tại Đại Thiên trong chùa địa vị cũng không thấp. Hắn đem một khối ánh vàng rực rỡ Phật lệnh, giao cho Phạm Thanh Đăng. Đại biểu Phạm Thanh Đăng, sắp thành vì Phật môn trưởng lệnh giả. Này có thể nói là tam giáo thế hệ trẻ tuổi chí cao vinh dự. Phạm Thanh Đăng tiếp nhận, không kiêu không gấp, vẻ mặt ôn hòa, không có có sóng gió rất lớn. Mà sau đó, hư không bên trong, bỗng nhiên quang minh đại phóng. Một cỗ vô cùng hạo đãng Phật lực tại phồng lên, nương theo lấy cuồn cuộn tín ngưỡng lực. À, đó là... Quân Tiêu Dao mắt lộ một vệt vẻ tò mò. Chương 1963, chúng sinh Phật đèn, giải quyết ma hậu bản nguyên sự tình, thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tại cái kia ánh vàng lập lòe vô tận Phật quang bên trong. Một kiện cổ khí, chậm rãi buông xuống. Quân Tiêu Dao nhìn một cái. Cái kia rõ ràng là một chén nhỏ đèn. Nhưng, không phải một chén nhỏ bình thường đèn. Đèn thân màu đồng cổ, nhìn qua không có đến cỡ nào sáng lạn hoa lệ, lộ ra rất là xưa cũ. Phía trên thậm chí còn có loang lổ dấu vết, in Phật môn phạn văn. Nhưng chủ yếu nhất chính là đăng diễm. Cái kia đăng diễm, 10 phần kỳ dị. Phảng phất là có thế giới vô tận cùng chúng sinh, ở trong đó chiếu rọi phá sản ảnh. Tầng tầng lớp lớp thế giới, vô cùng vô tận chúng sinh, đều hội tụ tại đây một đám đăng diễm phía trên. Này hạng gì kỳ dị? Cho dù là thường thấy đủ loại ly kỳ Quân Tiêu Dao, cũng là có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này đại thiên tự nội tình, đảo cũng không kém. Hắn đã biết, này ngọn cổ đăng là cái gì? Chính là Phật môn đại thiên tự tiên binh, chúng sinh Phật đèn. Tam giáo bên trong, đều có một kiện trấn giáo tiên khí. Gọi chung là tam giáo tiên binh, tắc hạ học cung tiên binh, tự nhiên là thiên chương thánh quyển. Mà trước mắt, này chúng sinh Phật đèn, chính là đại thiên tự tiên binh, cùng thiên chương thánh quyển là đồng cấp bậc. Quân Tiêu Dao là tắc hạ học cung trưởng lệnh giả, cho nên hắn có tư cách tiếp xúc thiên chương thánh quyển. Phạm Thanh Đăng thân là tân nhiệm Phật môn trưởng lệnh giả, tự nhiên cũng có thể tiếp xúc chúng sinh Phật đèn, mượn nhờ hắn tu luyện. Ta trước đó, sở cảm ứng đến cái kia cỗ hùng hậu tín ngưỡng lực, chính là bắt nguồn từ này chúng sinh Phật đèn bên trong. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, này chúng sinh Phật đèn, chắc hẳn hội tụ đại thiên tự rất lớn một bộ phận tín ngưỡng lực. Mà tín ngưỡng lực cũng có thể ẩn dưỡng thối luyện chúng sinh Phật đèn. Giờ phút này, cầm trong tay chúng sinh Phật đèn Phạm Thanh Đăng, thật người cũng như tên. Thanh Đăng Phật nữ, xưa cũ tĩnh mỹ. Nghi thức cũng không dài dòng, rất nhanh liền kết thúc. Đến bây giờ, nho môn trưởng lệnh giả cùng Phật môn trưởng lệnh giả đều xác định. Chỉ còn lại đạo môn trưởng lệnh giả, còn chưa xuất hiện. Kết thúc về sau, Quân Tiêu Dao cũng là tìm được Phạm Thanh Đăng. Phạm Thanh Đăng đem hắn mời được nàng chỗ bế quan tu luyện động thiên phúc địa bên trong. Vân Tiêu thiếu chủ, có chuyện gì? Phạm Thanh Đăng tóc đen mềm mại, mặt trái dưa óng ánh. Nàng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, trong lòng hơi có một tia thấp thỏm. Bởi vì nàng phảng phất dự liệu được Quân Tiêu Dao sẽ cùng nàng nói chuyện gì. Thanh Đăng Phật nữ, ta trước đó nói qua, có lẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết ma hậu bản nguyên sự tình. Quân Tiêu Dao nói. Thật sao? Cho dù là dùng Phạm Thanh Đăng tu dưỡng cùng định tính, trong lòng cũng là nhịn không được hiện nổi sóng. Ma hậu bản nguyên, có thể nói, cơ hồ đã là nàng một cái tâm bệnh. Mặc dù bây giờ, còn có vô lậu Phật thai chấn áp. Nhưng ai biết, lúc nào liền không chấn áp được đây. Chớ nói chi là, nàng hiện tại đã trở thành Phật môn trưởng lệnh giả. Một phần vạn ma hậu bản nguyên sự tình tiết lộ ra ngoài. Vậy đối đại thiên tự uy vọng, cũng là một cái đả kích cực lớn. Dĩ nhiên, Phật nữ trước đừng kích động, ta cũng chỉ là có một ý tưởng, nghĩ thử một chút. Cụ thể có thể thành công hay không, cũng không thể xác định. Quân Tiêu Dao nói. Vậy cũng đầy đủ, phiền toái Vân Tiêu thiếu chủ. Phạm Thanh Đăng nói. Vậy thì tốt, ngươi về sau cùng ta cùng rời đi. Quân Tiêu Dao nói. Mấy ngày qua đi, Phạm Thanh Đăng điệu thấp theo Quân Tiêu Dao cùng nhau rời đi, không có dẫn tới cái gì gợn sóng. Quân Tiêu Dao cũng không có mang Phạm Thanh Đăng hồi trở lại Tắc Hạ học cung, cũng không có hồi trở lại Vân Thị đế tộc hoặc là Huyền Hoàng vũ trụ, mà là đi Đông Phương đế tộc chỗ nữ tôn vũ trụ. Đây là Đông Phương đế tộc địa bàn. Thấy Quân Tiêu Dao mang theo chính mình đến đây địa phương, Phạm Thanh Đăng trong lòng kinh ngạc. Quân Tiêu Dao mang nàng tới Đông Phương đế tộc làm cái gì? Này và giải quyết trong cơ thể nàng ma hậu bản nguyên, lại có quan hệ gì đâu? Phật nữ chỉ sợ trong lòng có nghi hoặc đi, yên tâm, về sau ngươi liền biết. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn mang theo Phạm Thanh Đăng, đi tới Đông Phương đế tộc tổ tinh, cũng không có kinh động bất luận cái gì người. Mà là trực tiếp đi tới một tòa tinh xảo hoa mỹ cung điện.
chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt Tẩm Cung. Mặc dù bình thường người không có khả năng cứ như vậy tùy ý tiến vào Đông Phương đế tộc chỗ sâu, nhưng Quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt là quan hệ như thế nào? Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp cho hắn một khối thông hành lệnh, có thể tùy ý ra vào Đông Phương đế tộc, bao quát tẩm cung của nàng. Nơi này là Phạm Thanh Đăng đến bây giờ, y nguyên không hiểu ra sao. Đi theo ta. Quân Tiêu Dao cười một tiếng, mang theo Phạm Thanh Đăng đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Đông Phương Ngạo Nguyệt đang ngồi xếp bằng ở trong đó tu luyện điều tức. Nàng một thân hắc kim sắc huyền điểu văn váy dài, phác họa ra tốt tươi linh lung, rồi lại chặt chẽ thân thể mềm mại đường cong, dáng người hoàn mỹ. Bởi vì là một người bế quan, cho nên nàng trên mặt cũng không có mang mạng che mặt. Lộ ra một tấm đẹp làm cho người kinh hãi động phách khuôn mặt, phẳng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nàng nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao cùng sau người Phạm Thanh Đăng. Tựa hồ đã sớm biết Quân Tiêu Dao sẽ đến, cho nên cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Chính là nàng sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt đánh giá Phạm Thanh Đăng. Đông Phương đế tộc đại tiểu thư. Phạm Thanh Đăng hơi hơi nhăn lông mày. Đông Phương Ngạo Nguyệt tên tuổi, toàn bộ giới hải đều nổi tiếng. Nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Nhưng này danh đầu, cũng không phải cái gì tên hay đầu. Huyết công chúa, tính tình lãnh khốc, giết người như ngóe. Đối loại nhân vật này, thân phận người trong Phật môn Phạm Thanh Đăng, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Nhưng Phạm Thanh Đăng cũng không có thất thố, mà là chắp tay trước ngực, hơi hơi hành lễ. Nghe nói Phật nữ gần nhất trở thành Phật môn trưởng lệnh giả, cũng là chúc mừng. Đông Phương Ngạo Nguyệt không vội không chậm đứng dậy, nhìn về phía Phạm Thanh Đăng, mỉm cười. Nụ cười này, liền có muôn vàn phong tình cùng mị lực. Cho dù là thân là nữ tử Phạm Thanh Đăng, cũng là nhịn không được đáy lòng nhảy một cái. A, chuyện gì xảy ra? Phạm Thanh Đăng kinh ngạc. Nàng thảnh thơi công phu là càng ngày càng kém. Đối mặt Quân Tiêu Dao, khó mà thảnh thơi còn chưa tính. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể là nữ tử A. Ngay tại Phạm Thanh Đăng trong lòng kinh ngạc lúc. Nhưng thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt trực tiếp là thúc dục trong cơ thể ma quân bản nguyên chi lực. Lần này, Phạm Thanh Đăng dung mạo nhất biến. Ma quân bản nguyên. Nàng lộ ra cực độ ngoài ý muốn vẻ mặt. Đông Phương đế tộc đại tiểu thư, vậy mà có được ma quân bản nguyên. Một nữ tử, vậy mà có thể kế thừa ma quân bản nguyên. Này có thể quá ly kỳ. Mà nàng cũng tính hiểu rõ. Vì sao mới vừa, thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt cười, nàng sẽ nhịn không được nhịp tim. Bởi vì ma quân bản nguyên cùng ma hậu bản nguyên, vốn là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Đây rốt cuộc là, Phạm Thanh Đăng trước mắt thật sự có chút mê hồ. Quân Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt. Một vị là Vân Thị đế tộc thiếu chủ. Một vị là Đông Phương đế tộc thiếu tộc trưởng. Hai vị này ngày sau đế tộc người cầm lái, vậy mà đều là ma quân bản nguyên người sở hữu. Ngẫm lại liền cảm thấy không thể tin. Thanh Đăng Phật nữ cũng đừng ngoài ý muốn, Ngạo Nguyệt nàng giống như ta, mặc dù đều người mang ma quân bản nguyên. Nhưng chúng ta, cũng chỉ là lợi dụng ma quân bản nguyên mà thôi. Quân Tiêu Dao nói. Thì ra là thế, các ngươi là muốn mượn ma quân bản nguyên thân phận, đi tính toán mặt Nhật thần giáo. Phạm Thanh Đăng nói. Nàng đã không tự giác bắt đầu tự động não bổ. Đông Phương Ngạo Nguyệt, khóe mắt liếc qua, mịt mờ nhìn Quân Tiêu Dao liếc mắt, không nói gì thêm. Liền để Quân Tiêu Dao đi lừa dối biểu diễn đi. Đó là tự nhiên, mà lại nói thật. Phải giải quyết Phật nữ trên thân ma hậu bản nguyên sự tình, chỉ sợ còn không thể thiếu Ngạo Nguyệt trợ giúp. Quân Tiêu Dao cười nói. Chương 1964, Kinh Thiên Kế Hoạch, gán tội ma hậu bản nguyên, cố chấp Đông Phương Ngạo Nguyệt. Không biết Vân Tiêu thiếu chủ có ý nghĩ gì cùng dự định. Phạm Thanh Đăng hỏi. Mặc dù Đông Phương Ngạo Nguyệt có được ma quân bản nguyên, khiến cho nàng rất là ngoài ý muốn. Nhưng có Quân Tiêu Dao phía trước, cho nên cũng là thích ứng. Nàng hiện tại liền muốn biết, Quân Tiêu Dao đến tột cùng có biện pháp nào có thể giúp nàng. Kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là nắm trong cơ thể ngươi ma hậu bản nguyên, gán tội đến Ngạo Nguyệt trên thân. Quân Tiêu Dao nói. Cái gì? Đừng nói Phạm Thanh Đăng giật mình. Chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong mắt đẹp cũng là lóe lên một vệt ngoài ý muốn. Trước đó, Quân Tiêu Dao chẳng qua là cùng nàng nói, sẽ đem ma hậu bản nguyên người sở hữu, đưa đến trước mặt nàng. Lại không có nói qua, muốn làm loại chuyện này. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt, không nói gì. Nàng biết Quân Tiêu Dao sẽ không hại nàng. Chẳng lẽ, là bởi vì, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là một cái rất có thủ đoạn, tâm tư thông minh nữ tử. Nàng lập tức nghĩ đến, Quân Tiêu Dao làm như thế nguyên nhân. Mà Phạm Thanh Đăng thì là nói, Vân Tiêu thiếu chủ, này có thể hay không không quá phù hợp, cứ như vậy, cái kia Đông Phương tiểu thư nàng. Ma hậu bản nguyên, có thể là một cái phiền toái không nhỏ. Nếu là gán tội đến Đông Phương Ngạo Nguyệt trên thân, đối Đông Phương Ngạo Nguyệt mà nói, cũng là một loại gánh vác. Mà lại, đoán chừng cũng không có tốt như vậy gán tội. Cho nên ta mới nói, chỉ là có thể thử một chút, đến mức cuối cùng là không phải thuận lợi, còn không thể xác định.
Bất quá, ta tin tưởng Ngạo Nguyệt nhất định sẽ đáp ứng, dù sao nàng có thể là cái tâm địa thiện lương cô nương tốt. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Nghe đến đó, Phạm Thanh đang không nói gì. Vị này hung danh hiển hách huyết công chúa, tâm địa thiện lương. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có cự tuyệt, mà là khẽ gật đầu nói. Nếu là Phật nữ tín nhiệm lời, ta có khả năng thử gánh chịu ma hậu bản nguyên. Cái này đối ngươi mà nói, là loại giải thoát, đối ta mà nói, ma hậu bản nguyên cũng có giá trị lợi dụng. Nghe nói như thế, Phạm Thanh Đăng cũng không ngốc. Biết bọn hắn có thể muốn mượn nhờ ma hậu bản nguyên, tính toán Mặt Nhật Thần Giáo. Bất quá dạng này, cũng vừa tốt hợp ý của nàng. Dù sao Mặt Nhật Thần Giáo, cũng là tam giáo đại địch. Nếu hai vị đều đã nói như vậy, cái kia Thanh Đăng cự tuyệt nữa, cũng có chút không biết điều. Phạm Thanh Đăng cũng là cười một tiếng. Này đối với song phương mà nói, đều không có cái gì chỗ xấu. Duy nhất không xác định, cũng không biết gán tội có hay không có thể thuận lợi. Ma hậu bản nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tước đoạt đồ vật. Cho nên về sau, còn cần Phật nữ phối hợp, dùng vô lậu Phật thai, tăng thêm ta Hạo Nhiên Thánh Tâm, cùng một chỗ trấn áp ma hậu bản nguyên. Về sau, chúng ta sẽ vận dụng thủ đoạn, nghĩ biện pháp đem hắn tước đoạt. Quân Tiêu Dao nói. Hiểu rõ. Sau đó, Đông Phương Ngạo Nguyệt chỗ tẩm cung chung quanh, dâng lên đại trận, ngăn cách hết thảy. Ba người đều là chuẩn bị xong, trực tiếp bắt đầu hành động. Quân Tiêu Dao thôi động Hạo Nhiên Thánh Tâm lực lượng. Phạm Thanh Đăng thì thôi động vô lậu Phật thai lực lượng. Tam giáo bản nguyên bên trong, hai đại thăng hoa bản nguyên, đồng thời thôi động. Cỗ lực lượng kia, có thể nghĩ. Trong nháy mắt, Phạm Thanh Đăng trong cơ thể ma hậu bản nguyên, chính là bắt đầu rối loạn. Phảng phất cũng bản năng đã nhận ra có cái gì không đúng. Phạm Thanh Đăng sắc mặt trắng bệch, cảm giác được trong cơ thể ma hậu bản nguyên bạo động, tựa hồ muốn khống chế không nổi. Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Dao lúc này nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Hai người tầm mắt đối mặt, không nói gì thêm. Nhưng phảng phất có loại nguồn gốc từ tâm linh ăn ý. Bọn hắn đồng thời thúc giục một thức pháp môn. Rõ ràng là giá y ma quyết. Không sai, đây mới là gán tội ma hậu bản nguyên thủ đoạn tốt nhất. Nếu như không có giá y ma quyết, nghĩ tước đoạt Phạm Thanh Đăng trong cơ thể ma hậu bản nguyên, thật đúng là một kiện hết sức phiền toái cùng chuyện khó khăn. Nhưng bây giờ, có ma quân này nhất trọng đại thủ đoạn. Này tựa hồ cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vì giá y ma quyết, vốn là tước đoạt đối phương hết thảy thể chất tinh hoa tu vi bá đạo thủ đoạn. Dùng này pháp tới tước đoạt ma hậu bản nguyên, tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Đây là giá y ma quyết. Phạm Thanh Đăng tự nhiên, cũng đã nhận ra Quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt sử dụng thủ đoạn. Nàng không nghĩ tới, bọn hắn đối với ma quân thủ đoạn, đã vận dụng như thế thuần thục. Nếu như công pháp này thật vung ra dùng, tuyệt đối sẽ dẫn tới giới hải hạo kiếp. Phạm Thanh Đăng đối Đông Phương Ngạo Nguyệt, còn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng nàng đối Quân Tiêu Dao là hết sức tin cậy. Cũng tin tưởng Quân Tiêu Dao nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không bởi vì giá y ma quyết, liền trở thành một cái đại ma đầu. Thời gian trôi qua, này loại tước đoạt bản nguyên đau đớn, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đơn giản so máu thịt tước đoạt, còn muốn thống khổ. Nhưng Phạm Thanh Đăng cũng không phải người thường. Người mang vô lậu Phật thai, càng là Phật môn trưởng lệnh giả. Nàng định tính cùng sự nhẫn nại tất nhiên là không cần nhiều lời. Không biết qua bao lâu, Phạm Thanh Đăng toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, sắc mặt trắng bệch, mất đi huyết sắc. Một đoàn bản nguyên bị giam cầm ở trong hư không. Trong đó có một cỗ lực lượng kinh khủng đang quay cuồng ấp ủ. Ma hậu, đồng dạng cũng là Mặt Nhật Thần Giáo cự đầu một trong. Thực lực của nàng, mặc dù không bằng ma quân, nhưng cũng là đỉnh tiêm đại lão. Chỉ là bởi vì ma quân mà tự tử. Cho nên nàng bản nguyên chi lực là thập phần cường đại. Mà lại ma hậu, chỉ có này một đoàn bản nguyên. Không giống ma quân bản nguyên, tứ tán bát phương. Cảm thụ được cỗ này bản nguyên lực lượng, Đông Phương Ngạo Nguyệt trong mắt toát ra dã tâm cùng màu nhiệt huyết. Nàng cần lực lượng. Cần càng nhiều, lực lượng mạnh hơn, đi hoàn thành mục tiêu của mình. Ngạo Nguyệt, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Quân Tiêu Dao, kỳ thật vẫn là có một tia chần chờ. Ngươi tại lo lắng ta. Đông Phương Ngạo Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao mặt. Đó là đương nhiên. Quân Tiêu Dao nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi hơi cắn môi, không muốn để cho chính mình toát ra tiểu nữ nhi tư thái. Vậy ngươi đã có thể quá coi thường bản tiểu thư. Đông Phương Ngạo Nguyệt, không chần chờ. Trực tiếp là đem ma hậu bản nguyên, dung nhập trong cơ thể. Một bên khác, Phạm Thanh Đăng cũng là hơi sững sờ. Thật là có người dám làm như vậy. Ma hậu bản nguyên đối nàng mà nói, là cái củ khoai nóng bỏng tay. Đông Phương Ngạo Nguyệt lại dám không chút do dự dung luyện. Thân là người trong Phật môn, Phạm Thanh Đăng nhìn rõ lòng người năng lực cũng không kém. Trong nội tâm nàng, có vẻ như có một cái chấp niệm để cho nàng bí quá hóa liều. Xem ra vị này, hung danh tại bên ngoài huyết công chúa. Tựa hồ cũng có nhất đoạn thuộc về mình đi qua. Phạm Thanh Đăng nghĩ thầm.
Vừa nghĩ như thế, nàng đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt cảm nhận đúng là tốt hơn nhiều. Ít nhất, nàng không phải loại kia đơn thuần lãnh khốc thích giết chóc nữ ma đầu. Tại đem ma hậu bản nguyên đặt vào trong cơ thể sau, Đông Phương Ngạo Nguyệt khóe môi, lập tức có máu tươi chảy ra. Đó là ma hậu bản nguyên lực lượng quá mức khổng lồ, đồng thời tại kháng cự thân thể của nàng. Quân Tiêu Dao thấy thế, đưa tay mà đi, mênh mông pháp lực dâng lên, trợ giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt trấn áp ma hậu bản nguyên. Nhưng dù vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là thừa nhận khổng lồ áp lực. Nàng ngũ tạng lục phủ đều gặp mê muội sau bản nguyên trùng kích, thậm chí bên ngoài thân, óng ánh da thịt cũng bắt đầu chán liệt, máu tươi tràn đầy. Vì Đông Phương Ngạo Nguyệt thêm vào thê diễm huyết hồng. Ngạo Nguyệt, cái này, Quân Tiêu Dao nhíu mày, nếu là cưỡng ép dung hòa ma hậu bản nguyên, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề gì. Tiếp tục, Đông Phương Ngạo Nguyệt, đôi mắt đẹp mang theo trước nay chưa có chấp nhất cùng lãnh khốc. Chân chính ngoan nhân, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang vọng. Cái kia cỗ bạo động bản nguyên chi lực dần dần lắng xuống. Đông Phương Ngạo Nguyệt, quần áo nhuốm máu. Thậm chí cái kia tờ khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan, đều là nhiễm lên máu tươi, có mấy phần quỷ dị thê mỹ. Nàng đối Quân Tiêu Dao, đúng là cười cười. Ta thành công. Sau đó, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể một hồi khốn cùng vô lực, hướng về phía trước ngã quỵ, cuối cùng ngã vào một cái dày rộng trong lồng ngực. Chương 1965, thay mận đổi đào kế sách, trưởng khống ma hậu nhất mạch. Quân Tiêu Dao nắm ở hôn mê Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vân Tiêu thiếu chủ, Đông Phương cô nương nàng, không có sao chứ? Phạm Thanh đang nói. Quân Tiêu Dao hơi dò xét một phiên về sau, nói, không có việc gì, chẳng qua là cưỡng ép dung nhập bản nguyên về sau. Trong cơ thể có chút thương thế, tăng thêm mệt mỏi. Tĩnh dưỡng sau một thời gian ngắn, hẳn là cũng không có cái gì chuyện. Nhìn xem cái kia nắm cả Đông Phương Ngạo Nguyệt Quân Tiêu Dao. Phạm Thanh đang nghĩ thầm. Giữa bọn hắn, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Quân Tiêu Dao cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt quan hệ, vẫn luôn là trong bóng tối, bên ngoài người biết được cũng không nhiều. Ta nghĩ, Đông Phương cô nương, trong lòng cũng có thuộc về nàng chấp niệm đi. Phạm Thanh đang thở dài nói. Đúng vậy a, trong Phật môn có một loại thuyết pháp, gọi là ta chấp, chấp mê bất ngộ. Nhưng chỉ cần là người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thuộc tại chấp niệm của mình đi. Quân Tiêu Dao nói, tỉ như hắn chấp niệm trong lòng, liền là nhường Khương Thánh Y trở về. Xem ra Vân Tiêu thiếu chủ đối Phật pháp lý giải cũng vô cùng khắc sâu. Phạm Thanh đang nói, sau đó, Quân Tiêu Dao thì trợ giúp Đông Phương Ngạo Nguyệt điều dưỡng. Phạm Thanh đang cũng là cáo tạ rời đi. Nàng đáp ứng Quân Tiêu Dao. Tuyệt đối sẽ không nắm ma hậu bản nguyên sự tình truyền đi. Truyền đi đối chính nàng cũng không có chỗ tốt gì. Sau một thời gian ngắn, Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng ung dung tỉnh lại. Mở ra con ngươi lần đầu tiên, chính là thấy được ngồi ở bên người Quân Tiêu Dao. Tỉnh! Quân Tiêu Dao nói. Không nghĩ tới cái kia ma hậu bản nguyên, vậy mà cũng bá đạo như vậy. Đông Phương Ngạo Nguyệt, khẽ cười khổ. Nàng quả nhiên vẫn là có chút xem thường. Lần sau đừng như vậy miễn cưỡng chính mình. Quân Tiêu Dao nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt yên lặng, nửa ngày, mới nói, ta nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội. Quân Tiêu Dao muốn hỏi nguyên nhân, nhưng cảm giác được, hiện tại còn không phải lúc. Cho nên hắn chỉ có thể nói, đã ngươi đạt được ma hậu bản nguyên, cái kia kế hoạch tiếp theo, hẳn là có khả năng áp dụng. Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Quân Tiêu Dao nói tới biện pháp, dĩ nhiên chính là thay mận đổi đào kế sách. Dùng Đông Phương Ngạo Nguyệt, thay thế Phạm Thanh Đăng. Trở thành ma hậu chuyển thế, sau đó đi tới Mạt Nhật Thần Giáo. Mặc dù trước đó, Mạt Nhật Thần Giáo người phỏng đoán, ma hậu chuyển thế có khả năng xuất hiện tại Tam Giáo bên trong. Nhưng cũng chỉ là có khả năng. Mà ma hậu bản nguyên mới thật sự là bằng chứng. Đến lúc đó, lại để cho Oản Nhi theo Trung Du nói một phiên. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt thay thế Phạm Thanh Đăng, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mà sở dĩ Quân Tiêu Dao có thể nghĩ ra thay mận đổi đào này một kế sách. Là bởi vì Mạt Nhật Thần Giáo bên trong Tam đại phe phân lập, ma chi tay trái, tà chủ nhất mạch, ma chi tay phải, uyên hoàng nhất mạch, còn có ma hậu nhất mạch. Này chút, Quân Tiêu Dao cũng đều cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt đơn giản giảng giải qua. Mà ma hậu chuyển thế, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành ma hậu nhất mạch nhân vật trọng yếu. Nếu như Đông Phương Ngạo Nguyệt trở thành ma hậu chuyển thế, tự nhiên liền có khả năng trưởng khống ma hậu nhất mạch. Từ đó dần dần trưởng khống Mạt Nhật Thần Giáo lực lượng. Đương nhiên, làm như vậy nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu như bị phát hiện manh mối gì, cái kia Đông Phương Ngạo Nguyệt tình cảnh, sẽ mười phần nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi thật quyết định muốn làm thế này sao? Quân Tiêu Dao nói. Thế nào, ngươi không tin năng lực của ta? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Nàng tính tình lãnh khốc, thủ đoạn quả quyết. Có thể nói,
Dù cho thật coi ma hậu, đều là không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí cảm thấy đến rất thích hợp. Thôi được, ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi, dù sao ngươi có thể là đại danh đỉnh đỉnh huyết công chúa. Trưởng khống ma hậu nhất mạch, mặc dù khó khăn, nhưng đối ngươi mà nói, cũng không phải là cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, đa tạ ngươi cho ta cơ hội này. Đông Phương Ngạo Nguyệt cắn môi, cuối cùng lấy dũng khí, xưng hô tên Quân Tiêu Dao. Nàng trước đó vẫn luôn là gọi Quân công tử. Này trong lúc vô hình, lại kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Bất quá việc nhỏ mà thôi, ta nói qua, ngươi muốn làm ma quân, ta liền sẽ để ngươi làm tới. Ngươi nghĩ trưởng khống Mặt Nhật thần giáo, ta cũng lại trợ giúp ngươi. Về sau, ta sẽ để cho ma hậu nhất mạch quản nhi tới, thương lượng một chút chi tiết, để cho nàng tiếp dẫn ngươi đi Mặt Nhật thần giáo. Quân Tiêu Dao, tâm tư kín đáo. Hắn cũng không muốn nhường Đông Phương Ngạo Nguyệt ra cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem Quân Tiêu Dao như vậy quan tâm cùng cẩn thận. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhất thời sửng sốt. Này loại cẩn thận quan tâm, nàng lúc trước chỉ ở trên người một người nhận thức qua, liền là mẹ của nàng. Mà Quân Tiêu Dao là cái thứ hai đối nàng như thế quan tâm chiếu cố người. Đến mức Đông Phương Tâm Tinh, càng nhiều hơn chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt chiếu cố nàng, cho nên tính chất khác biệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn xem Quân Tiêu Dao, hai người tầm mắt giao hội. Môi của nàng óng ánh, như bôi một tầng mật, sáng bóng trơn bóng. Vừa giống như anh đào, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp. Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi hơi tới gần Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, bên ngoài tẩm cung bỗng nhiên truyền đến Đông Phương Tâm Tinh thanh âm. Ngạo Nguyệt tỷ, ngươi làm sao bay lên đại trận? Đông Phương Ngạo Nguyệt phản ứng lại, ánh mắt né tránh, âm thầm cắn môi. Nàng còn là lần đầu tiên quẫn bách như vậy. Quân Tiêu Dao thì là vội ho một tiếng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem mình làm một cái trực nam, cái gì cũng không biết. Về sau, Đông Phương Tâm Tinh cũng là tiến đến, sau đó đơn giản qua loa tắc trách vài câu. Mà tại về sau trong một đoạn thời gian, Quân Tiêu Dao cũng là đem ma nữ Oản Nhi gọi. Nàng bị Quân Tiêu Dao gieo ấn ký, đã là Quân Tiêu Dao người, hoàn toàn có khả năng tin cậy. Mà khi biết Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có được ma quân bản nguyên, càng gán tội phạm thanh đăng ma hậu bản nguyên sau. Oản Nhi cũng là kinh ngạc, không thể tin được. Ma quân bản nguyên cùng ma hậu bản nguyên, vậy mà có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Đây thật là mở con mắt. Mà Quân Tiêu Dao nói với nàng kế hoạch, càng làm cho Oản Nhi chấn động vô cùng. Này thật đúng là gan lớn, có quyết đoán a. Vậy mà muốn cho Đông Phương Ngạo Nguyệt trưởng khống toàn bộ ma hậu nhất mạch. Này mặc dù cũng không phải là tuyệt đối không thể có thể, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ma hậu nhất mạch so với mặt khác hai mạch, mặc dù tương đối hài hòa, nhưng nội bộ cũng là có cung đấu. Đây cũng không phải bình thường người chơi đến chuyển. Ta tin tưởng ta có năng lực như thế. Đông Phương Ngạo Nguyệt đối với mình cực kỳ tự tin. Nàng có cái này thủ đoạn cùng nhãn lực. Cho nên Oản Nhi, việc ngươi cần, liền là toàn lực phụ trợ Ngạo Nguyệt, nghe theo mệnh lệnh của nàng, biết không? Quân Tiêu Dao cảnh cáo nói. Oản Nhi biết. Quân Tiêu Dao mệnh lệnh, đối Oản Nhi tới nói, liền là thiên mệnh, vô pháp chống lại. Ngạo Nguyệt, kế hoạch tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trong thời gian ngắn, ta khả năng cũng không cách nào dùng ma quân bản nguyên người sở hữu thân phận, đi Mặt Nhật thần giáo. Quân Tiêu Dao nói. Hắn cảm thấy, bạt tộc nhị đại đại đế Nguyên Nhung ngã xuống sau. Sóng gió ứng nên không thể nhanh như vậy kết thúc. Cho nên Quân Tiêu Dao còn cần làm một chút chuẩn bị, xử lý một ít chuyện. Biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng rất là dứt khoát. Nàng cũng không phải là loại kia, ỷ lại nam nhân nữ nhân. Bản thân liền là một người phụ nữ mạnh mẽ. Về sau, lại đại thể thương thảo một phiên kế hoạch. Quân Tiêu Dao cũng là rời đi Đông Phương đế tộc. Hắn cũng tin tưởng Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể đem chuyện này xử lý tốt. Nếu như Ngạo Nguyệt thật nắm trong tay Mặt Nhật thần giáo bên trong quyền lực, khi đó, nàng có lẽ liền sẽ nắm tâm kết của nàng, nàng chấp niệm, còn có mục tiêu của nàng nói cho ta biết đi. Quân Tiêu Dao dạo bước hư không bên trong, hồi trở lại nhìn Đông Phương đế tộc liếc mắt. Đương nhiên, nếu như Đông Phương Ngạo Nguyệt thật tại Mặt Nhật thần giáo bên trong gặp vấn đề gì cùng phiền toái, Quân Tiêu Dao cũng không ngại, dùng ma quân bản nguyên người sở hữu thân phận, đi Mặt Nhật thần giáo đi một lần. Chương 1966, vô nhân khu dị động, tang yêu triều cường, đi tới lịch luyện. Tại theo Đông Phương đế tộc sau khi trở về, Quân Tiêu Dao chính là một mực đợi tại Vân Thị đế tộc. Dù sao, Nguyệt Chỉ Lam tới Vân Thị đế tộc cũng không bao lâu. Thân là con của người, Quân Tiêu Dao vẫn là muốn rút ra một bộ phận thời gian bồi Nguyệt Chỉ Lam. Mà lại tại trong lúc này, cũng có hai vị nữ tử đến thăm Vân Thị đế tộc. Chính là Tắc Hạ học cung Yến Thanh Hoa, còn có Nguyệt Thần thánh tộc Nguyệt Thần. Các nàng đều từng cảm mến tại Vân Thiên Nhai. Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ. Nguyên bản tại Quân Tiêu Dao trong tưởng tượng, đoán chừng sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là,
Nguyệt Chỉ Lam ba người các nàng, đúng là phảng phất trò chuyện có chút hợp ý, phảng phất ba tỷ muội. Cái này cùng Quân Tiêu Dao tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, ba nữ nhân tụ cùng một chỗ lúc, các nàng đàm luận trọng điểm, vậy mà không phải Vân Thiên Nhai, mà là Quân Tiêu Dao. Chậc chậc, Tiểu Vân Tiêu quả nhiên giống phụ thân của hắn một dạng, cho tới bây giờ đến Tắc Hạ học cung thời điểm bắt đầu, liền một đường quật khởi. Thật rất chờ mong hắn tương lai trưởng thành. Yến Thanh Hoa cười nói, đôi mắt đẹp loài ánh sáng. Đó là dĩ nhiên, hắn nhưng là con của ta. Nguyệt Chỉ Lam cũng là mỉm cười, giọng mang tự hào. Vân Tiêu đích thật là ta đã thấy, yêu nghiệt nhất thiên kiêu. Nguyệt Thần cũng là gật đầu. Bất quá có lẽ cũng là bởi vì Quân Tiêu Dao nguyên nhân, trở thành Nguyệt Chỉ Lam các nàng để cùng dầu bôi trơn, nhưng ba người quan hệ coi như không tệ. Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao sở dĩ đợi tại Vân Thị đế tộc, còn có một nguyên nhân. Liền là hắn cảm thấy, trước đó tam thánh không gian sóng gió, hẳn không có nhanh như vậy kết thúc. Dù sao Quân Tiêu Dao có thể là giết trọn vẹn bốn vị vương mạch thiên kiêu. Ba vị doanh câu nhất mạch, một vị tướng thần nhất mạch. Nếu như nói chết vài vị bạt tộc thiên kiêu, đối bạt tộc mà nói, còn không tính hết sức thịt đau. Cái kia Nguyên Nhung đại đế ngã xuống, đối bạt tộc mà nói, tuyệt đối được cho là kịch chấn. Đây chính là một vị nhị đại đại đế, bạt tộc tam vương trực hệ hậu duệ. Mặc dù không phải nhị đại bên trong cường đại nhất đế, nhưng dù sao cũng là đế. Bạt tộc nếu như còn nuốt giận vào bụng, không có động tác cùng biểu thị, đó mới sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên, không có qua thời gian quá dài. Liền có một cái tin tức, theo vô nhân khu biên quan truyền đến. Cái kia chính là, có kinh khủng tang yêu bầy, bắt đầu tập kết, tựa hồ nghĩ muốn xung kích biên quan hàng rào. Tang yêu, là vô nhân khu bên kia thường thấy nhất hung vật, là bị vô nhân khu quỷ dị khí tức dị hóa sinh linh.